Chúng đi ăn dưỡng ở bên Vĩnh Long á, thì cô mới rủ nhỏ bạn là con bé mà thợ may á, đi qua thăm. Thì vô thăm ổng thì lúc đó là ổng ăn dưỡng đó cũng cả tháng hay ba tháng à? Dạ. Một tháng. Cũng tại nơi đó là cô mang thai thằng con trai, rồi nó mang tên là Vũ Long Hải luôn. Cái chị Long là của Vĩnh Long đó. À, cũng là nhờ cái chuyến ăn dưỡng đó hả? Là mình có con luôn. Calo Sugar mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp. Ta lại đến với chương trình Tình Trong Năm. Và hôm nay Quỳnh Linh và Ngọc Lan giới thiệu đến quý vị một câu chuyện tình rất là thú vị, dài lắm quý vị. Tổng số tuổi của hai người cộng lại 138 tuổi. Chú Vũ Viết Tòng là 75 tuổi và cô Nguyễn Thị Tuyết Hằng là 63 tuổi. Họ đã kết hôn gần 50 năm thưa quý vị. Một số đáng ngưỡng mộ luôn. Và bây giờ không chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ gặp gỡ chú Vũ Viết Tòng và cô Nguyễn Thị Tuyết Hằng. Anh em sẽ yêu anh dài lâu. Anh sẽ yêu em đậm sâu. Anh em sẽ yêu anh dài lâu. Anh em sẽ yêu anh dài lâu. Chào Quỳnh Linh, chào Ngọc Lan. Chào cô Hằng. Chào chú Tòng. Chào hai MC. Xin mời cô chú ngồi ạ. Bây giờ thì chú có thể giới thiệu sơ về chú với lại cô cho khán giả truyền hình được biết ạ. Chú là Vũ Viết Tòng, nguyên là trưởng đoàn ca múa kịch nhạc tỉnh Hậu Giang. Và là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hội Nhà văn Cần Thơ. Còn đây là vợ chú. Cô là Nguyễn Thị Tuyết Hằng, nghệ danh là Lệ Hằng. Và đây cũng là người thủ trưởng trực tiếp, lãnh đạo trực tiếp khi mà cô còn là ca sĩ. Cô Nguyễn Thị Tuyết Hằng với nghệ danh Lệ Hằng là giọng ca vàng của các đoàn ca múa nhạc tại miền Nam. Với giọng ca nội lực, da diết, ca sĩ Lệ Hằng đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả vào những thập niên 80. Gần đây, ca sĩ Lệ Hằng còn được khán giả biết đến qua kênh TikTok có cái tên vô cùng đáng yêu, Bà Nội Mì và Mốc. Vậy là chú là diễn viên hay là nhạc sĩ hay là ca sĩ gì đó, rồi mình mới lên mình nắm trưởng đoàn hả chú? Chú đến với nghệ thuật ấy, là rất ngẫu nhiên. Dạ. Phải nói là chính cái mối tình duyên của cô với chú. Cô là ca sĩ, chú thì lúc đó là bộ đội. Cho nên là không có dính dáng gì đến nghệ thuật hết. Sau khi cô đi làm nghệ thuật thì chú xin chuyển ngành về Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Kiên Giang. Lúc ấy là về đoàn tiếng biển tỉnh Kiên Giang. Dạ. Rồi từ đó thì chú đi làm ngoại vụ. Quyền Linh biết rồi, ngoài vụ là đi liên hệ để bến bãi. Chú có năng lực công tác tổ chức. Dần dần mình phát triển lên thành biên tập của chương trình của đơn vị. Rồi có năng khiếu làm thơ nữa rồi. Là lãnh đạo luôn. Lên lãnh đạo. Chú gặp cô từ năm bao nhiêu tuổi hả chú? Chú lúc bấy giờ 32 rồi. Cô là 19. Chú thì lớn là... hơn cô hơn 10 một, tuổi. Một giáp. Một giáp đúng luôn. Đúng, một giáp. Nhưng mà cơ duyên nào gặp nhau chú? Chú với cô đều có cái hoàn cảnh đã có gia đình riêng rồi. Hoàn cảnh hai gia đình này nó không thuận buồm xuôi gió. Dạ. Rồi hai người đồng cảm và đến với nhau. Lúc đó cô chưa đi làm nghệ thuật mà còn bán quán cà phê, chú uống cà phê xong rồi ngồi tâm tình. Thì hoàn cảnh của cô, một cô gái còn rất trẻ có sắc mà lại một con mà bây đã đổ bể. Còn chú thì gia đình cũng có nhiều chuyện rắc rối. Cho nên hai người đồng cảm và đến với nhau. Lúc đó cái tuổi 19 của cô lúc đó cũng là cái tuổi thật sự là cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Lúc cô cũng đẹp. Tuổi đẹp. Và cái điều đặc biệt là quán cô rất là đông. Chú lúc đó là hải đội trưởng hải đội năm 14. Wow. Thì cô cứ thấy cứ có một người ốm, tóc xoăn, trang phục rất là chỉnh tề, súng côn đeo sệ sệ. Vậy đó, ra là ngồi kêu một ly cà phê. Uống xong rồi chẳng nói năng chẳng gì hết. Uống xong rồi biết giá cà phê ra tính tiền đi. Hằng ơi, đó là rồi cứ như vậy rồi cô tính tiền cứ như vậy. Không nói gì hết. Thì lúc đó thì cô có một người bạn mỗi tiệm may đối diện với quán cà phê nữa. Chú lại hay ra đó sửa quân phục của mình. Chắc là ngại nói với cô nhưng mà lại tâm sự với người bạn cô giống như là về cuộc đời của mình. Có một lần cái cô mới nghe đứa bạn nó nói là bây giờ anh Tòng anh muốn
được làm quen. Anh ngại, anh không biết mở lời làm sao. Thì giờ gặp anh chút đi, cái cô mới thấy hơi thú vị. Người đàn ông mà người ta đi tán gái thì mồm miệng người ta ghê lắm, chứ đâu có giống như ông này đâu, lù khù. Thì cô cũng tò mò, thì cô cũng lại có bắt chuyện. Chú ít nói gì chứ tỏ tình sao cô? Là rủ cô đi ra biển. Giờ nói ở quán thì ngại. Thì cô mới nói bây giờ mình xuống đồi cát đi. Thì ngồi trên đây cái bãi cát trắng thì nhìn xuống nó là biển. Lãng mạn quá hả? Hầu như là cô chủ động. Tại vì chú ít nói lắm. Cô chủ động. Cô nói anh thích em à? Cô cũng hỏi thẳng luôn. Trước mắt mình cứ tìm hiểu nhau, mình quen với nhau đi đã. Rồi nếu mà phải có duyên thì phải giải quyết được cả đôi bên thì mình đến với nhau. Còn không thì chắc chỉ làm bạn với nhau thôi. Nhưng mà hầu như là nhiều lần đi dạo như vậy thì cô cảm nhận được cái tình yêu của chú cho cô là thật. Cô cũng khẳng định với Quyền Linh với Ngọc Lan luôn, cuộc đời của cô chỉ có một mối tình duy nhất, đó là chú. Cô có lấy chồng một lần nhưng mà đó không phải là người yêu của cô. Và cô chỉ yêu một người đàn ông này, yêu cho tới bây giờ. Cô trân trọng cái vấn đề tình cảm lắm. Và khi mà cô dắt chú về, tại vì cô ở dưới này, có nhà cô lúc đó là ở ấp 3 có 2 căn. Thì cô bán quán cà phê đi, còn trên rẫy là bố mẹ ở trên rẫy. Cô nói anh ơi, anh lên gặp cậu em gái. Cô kêu bố cô bằng cậu. Thì đi lên gặp, lên nhiều lần lắm. Thì cũng tiếp xúc với cậu nói chuyện. Thì cậu mới nói là nó hiền đó, nhưng mà con xem như thế nào, tính cho kỹ nha. Cậu nói một câu như vậy. Thì cô bắt đầu là cô buồn dữ lắm. Cô nói thôi chắc dứt cái tình yêu này quá. Ngay lúc đó là ở Kiên Giang có một cái đoàn ca múa nhạc tiếng biển ra biểu diễn ngoài đó. Thì cô là một cây văn nghệ của xã, cho nên là xã mới đề cử cô lên hát giao lưu. Thì cô hát đó xong xuôi là tự nhiên đoàn, chúng đoàn tới nói chứ bây giờ muốn ký hợp đồng, muốn đi. Cô đang trăn trở cái vụ ống nè. Cô đang trăn trở vụ ống, cái cô nói thôi bây giờ sẵn vụ này dứt. Thế là cô về cô nói với cậu, cô nói em gái cô giao cái quán lại. Là cô đi vào đất liền, vào Kiên Giang. Cô ký hợp đồng, cô làm cho đoàn tiếng Việt Kiên Giang. Cô giúp đi để cắt đứt cái mối quan hệ này. Nhưng mà cái duyên phận Quỳnh Linh ơi không cắt được. Ông cũng đi tìm cô hoài à, ông đi hoài. Chú nhà đi tìm hả chú hả? Ví dụ như bây giờ là tàu đi vào trong Rạch Giá. Chú điều đi thì chú là hải đội trưởng, tức là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn tàu đấy. Thì chú đi theo tàu là cái chuyện bình thường. Rồi vô. Mình đi chỉ huy để vào gặp người yêu. Cô. Rồi đi vào lên luôn. Đơn vị thì nó cũng đáng máng, nó biết là ông này có quan hệ với cái cô đó. Cô Hằng ở đoàn ca sĩ của đoàn ca múa tiếng biển tỉnh Kiên Giang. Mình đang là đau khổ về hạnh phúc mà mình đi tìm hạnh phúc khác. Cho nên mình vẫn đi, dù biết rằng trước sau gì rồi mình cũng sẽ có chuyện, nhưng mà vẫn đi tìm. Tình yêu của mình nó cũng chắc chở chứ nó không phải đơn giản. Cô đi vào đó tìm. Đi tìm. Dạ. Gặp trong đoàn Lữ Văn Trưởng nữa, viết phải cắt cái mối quan hệ giữa Lệ Hằng với lại Tòng. Thì anh Bảy Lam tới cái câu nói anh Bảy tới giờ cô còn nhớ. Em một lần đỏ rồi, dẹp tình yêu qua một bên đi, đừng yêu đương nữa. Anh sẽ tạo điều kiện để em học sâu chuyên môn, mình trộn cái cuộc đời của mình, chứ đừng có dính líu vào tình yêu nữa. Mà giờ sao giờ, ông cứ ra vô hoài, cô né ông cứ vô, cứ tìm suốt đó, luôn. Rồi cái có một lần ông bệnh cũng nặng, thì ông đi ăn dưỡng ở bên Vĩnh Long á, thì cô mới rủ nhỏ bạn là con bé mà thợ may á đi qua thăm. Thì vô thăm ông thì lúc đó là ông ăn dưỡng ở đó cũng cả tháng hay 3 tháng anh. Tháng. Một tháng. Cũng tại nơi đó là cô mang thai thằng con trai, giờ nó mang tên là Vũ Long Hải luôn, cái chữ Long là của Vĩnh Long đó. Cũng là nhờ cái chuyến an dưỡng đó hả, là mình có con luôn. Nếu mà chú như vậy là chú có bị đơn vị kỷ luật không ạ? Chú bị cảnh cáo ở trong đơn vị. Khi mà chú đến với cô rồi thì bắt đầu dứt ở bên kia xong rồi thì chú xin chuyển ngành về đoàn ca múa nhạc tỉnh Kiên Giang. Tức là chú sẵn sàng bỏ công việc của mình đi theo tiếng gọi tình yêu luôn. Chứng tỏ là chú cũng chú rất là yêu cô. Cô hát cho tới 4, thai được 4 tháng. Hằng thực tới chừng khi thai lớn là không thể trụ được nữa thì cô lặng lặng bỏ đoàn đi, mà không xin đó. Cô đi cô còn dắt theo một đứa con gái nữa, con gái riêng của cô. Nguyên một cái giai đoạn huy hoàng của cô mà hát là tiền có thì để dành để mình sắm vàng. Thì lên trên đó ở thì cứ đâu có dám liên lạc với ông, bán khâu này bán khâu kia, bán dần cho tới khi hết. Ở lâu mà không thấy người chồng ghé thăm thì người ta cũng sẽ có yêu mình, có thương mình cỡ nào thì người ta cũng sẽ có lời ra tiếng vào. Chú
chú nghe tin có thai thì chú có bị sốc hơi thế nào? Mình cũng không sốc lắm, nhưng mà bối rối cho cái chuyện giải quyết hậu quả đó, rồi đó. Đây nó sẽ ra làm sao, cho nên là với nói với cô như thế này, và thôi bây giờ em nghỉ đoàn hát đi, em lên cho nhà bà con ở trên Long Khánh ấy, ở trên đó rồi như thế là mình đến đâu rồi mình giải quyết đến đó. À, tự nhiên mình biết có thai thì cô cảm giác sao cô? Lúc đầu là cô hạnh phúc vì mình yêu và mình được yêu. Nhưng mà khi mà bắt đầu có thai thì cái điều mà cái quan trọng nhất là cô muốn giữ cho chú. Cô muốn giữ cho chú tại vì cô biết là bộ đội mà người ta đã rất là khé khắt trong cái vấn đề đó. Cho nên cô mới nói là thôi bây giờ cái thai lớn thì lúc đó mình sẽ nghỉ. Còn nếu mà còn hát được mình vẫn cứ hát. Hàng thử cô hát cho tới 4 thai được 4 tháng. Hàng thử tới chừng khi thai lớn thì là không thể chịu được nữa thì cô lặng lặng. Cô lặng lặng bỏ đoàn đi mà không xin đó. Cô đi cô còn dắt theo một đứa con gái nữa. Con gái riêng của cô. Là đi lên Long Khánh, ở trên Long Khánh có người chị. Nguyên một cái giai đoạn huy hoàng của cô mà hát là tiền có thì để dành để mình sắm vàng, mình sắm tư trang, mình sắm quần áo. Thì khi cô quyết định đi là cô đi cô dắt luôn con gái để không có làm phiền, tại vì ba mẹ nhặng không biết cô có thai luôn nữa. Thì lên trên đó ở thì cứ đâu có dám liên lạc với ông, bán khâu này bán khâu kia, bán dần bán cho tới khi hết. Thì em biết người ta ở lâu mà không thấy người chồng ghé thăm thì người ta cũng sẽ có yêu mình, có thương mình cỡ nào thì người ta cũng sẽ có lời ra tiếng vào. Thì lúc đó cô nói thôi bây giờ săn ở đâu bây giờ? Giờ gần hết tiền rồi, thôi giờ chắc là mình về Rạch Giá mình săn đi. Mình săn để cho có gần ống ra vô cho nó cũng dễ. Thì khi về Rạch Giá cô mới té, nó bị lật thai một bên. Thai đã chỉnh được cái lật thai đó thì nó lại viêm xoang hàm mặt. Nó sâu cái răng, nó viêm xoang, nó mưng cái mặt này lên. Lúc đó khổ không thể tưởng được, không biết gọi cho ai hết, không gọi ai được. Mà khi mà cô ở đoàn thì mọi người rất là yêu quý mình, yêu quý vô cùng. Cho nên là cuối cùng cô mới gọi cho Yến kế toán của đoàn. Đầu tiên là nó gọi cho cái tổ ca sĩ và nó gọi cho tổ công nhân. Thì tổ công nhân, tổ ca sĩ nó vào thăm cô chứ. Nó vào thăm cô xong xuôi cái tụi nó báo cho ông Bảy làm luôn. Nhớ mãi cái vỗ vai anh. Anh ấy cái tật không, cái tội không nghe lời anh. Ông nói vậy xong là ông lên làm việc với ban giám đốc. Thì lúc đó ban giám đốc xếp cho cô một cái phòng giống như là cho một cái cán bộ cao cấp. Cái ngày mà cô bị cái này là cần mổ là phải báo cái người có thẩm quyền là người chồng. Cô mới viết lá thư tay, lần đó lần đầu tiên là cô viết thư tay. Thì cô nhờ một người là phải gặp được anh Vũ Viết Tầm giao cho anh chứ không được đưa cho ai. Nhưng mà không ngờ cái lá thư tay đó không tới ổng. Tới bảo vệ là bảo vệ tới thẳng đơn vị ổng luôn. Thư là đơn vị người ta duyệt trước rồi mới đến mình. Khi mà đọc được lá thư rồi thì tôi nên thắng báo chú, nên chú báo cáo thẳng với đơn vị là chưa vô thức kỷ luật bất cứ một cái việc gì hết trơn, là một chiến sĩ ưu tú của vùng 5 Hải quân. Thì bây giờ tôi chỉ có một yêu cầu là cho tôi chuyển ngành ra ngoài, tôi không ở trong quân đội nữa. Chú chỉ xin chuyển về đoàn ca múa tỉnh Kiên Giang cùng với cô người đó. Cô nhớ có một lần sau khi mà cô hát cho anh Thanh Trúc ở Sài Gòn về, rất là nhiều người ở cùng một cái ekip đó, người ta nói thôi bây giờ mày lên đây đi, mày ở dưới mà không phát triển được. Mày vừa đẹp, mày vừa hát hay, mày vừa như thế này mà tại sao mày lại chôn chân ở một nơi như thế đó? Phí lắm. Ông thấy cô trăn trở, thì ông biết. Tại lúc đó mà cô không phải tự khen mình, nhưng mà lúc đó cô đẹp thật. Đẹp và đang là cái đỉnh vinh quang. Đẹp hát hay nữa. Nó đang mở, tất cả mọi cái cánh cửa đang đều mở mình. Thì chú nói thôi giờ nếu mà vậy thì em đi, để con lại nhà, anh sẽ coi hai đứa. Chừng nào mà sự nghiệp, danh vọng, tất cả các nó ổn định rồi thì lúc cứ quay về đây với cha con anh. Quỳnh Linh đi không? À. Thì cô chỉ ôm móng và cung. Nói chung là hai vợ chồng ấy đều phải hy sinh. Nếu chú ở trong quân đội thì có lẽ cũng tệ nhất thì cũng cỡ đại tá. Nhưng mà vì tình yêu, vì hạnh phúc gia đình, mình bỏ hết. Nếu mà chú không nói chưa chắc cô ở lại. Chính vì chú nói đó, tự nhiên thấy nó thắt ruột luôn á cô hả. Cô đã chọn đúng cái người mình yêu luôn. Thành ra là họ sẵn sàng hy sinh, từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ vì tình yêu thôi. Cô thì từ bỏ sự nghiệp, chú thì xuất quân. Chú về công tác cùng với cô. Cuộc sống lúc bây giờ mới khó khăn đúng không cô chú? Đúng. Cái giai đoạn đó
là khi cô về nhà mình rồi bây giờ tiền đâu sống, nói biết không, rồi bắt đầu là cô nói thôi bây giờ anh ơi, cái người gì chủ nhà gì mới làm cái bánh mà khoai mì mình nó tách ra xong rồi ngâm xong rồi luộc lên hấp chín lên xong rồi lấy thành bột đó, lấy thành bột xong rồi quết, quết thành bột xong rồi mới nhào thành một cái cọng tròn tròn vậy nè, bỏ chảo dầu chiên thì mới dậy. Hằng ơi con đi bán đi. Thì hai vợ chồng cùng nhau làm, lúc thằng bé nó có chút chiếu thôi, làm xong rồi cô đi bán trên chợ, tại vì chợ Nha Mân thì là thím nó đã bán rồi, thì bây giờ mình phải chạy lên chợ Cái Tàu bán. Thì bán một thời gian thì lúc đó là hôm đó là cô mới đi mua đồ ở trên Sa Đéc á, thì cô mới thấy cái băng rôn là có một ca sĩ thành phố về, thì cô mới vô, thì đoàn ở đó người ta biết cô, ít ca sĩ Lệ Hằng kia, tôi nói ồ Hằng ơi hát ở đây đi, ký hợp đồng hát đi đi. Trời ơi nghe mừng quá, ký hợp đồng hát xong cái bắt đầu nhận được cái tiền, anh ơi đi mua xe đạp đi anh, không có xe. Cái ông đi mua cái xe đạp, ban ngày thì cô bán bánh, buổi trưa tối thì ông đạp xe đạp chở cô lên đó, còn đưa thằng con đến nọ, con gái thì gửi nhà cho bà thím bà coi, là tối như bà hoàng vậy đó, buổi trưa bán bánh. Một thời gian cái đang ngồi chiên bánh, ta nói chứ em ơi em giống ca sĩ Lệ Hằng dữ lắm, không phải tôi. Thì lúc đó chú làm gì chú? Lúc ấy về nuôi con với bà ấy thôi, sau đó rồi mới đi trở lại về đoàn Cần Thơ đấy. Cô Linh biết không, ông giấu, ông có tiền mà ông giấu, nên là chắc là ông cũng lo một cái vấn đề rất là xa. Cái ông thấy cô bán giống như là cực khổ quá đó. Là rồi ông mới nói anh sẽ đi một chuyến với lính của ông. Ông nói anh lính sẽ đi, anh sẽ đi làm ăn ở Giáp Chi Tôn. Cái nói anh ơi đừng có đi, không có đi được đâu, đi chúng lừa đó. Ông ấy lừa đâu mà lừa, lính của anh không mà lừa cái gì, thằng dám lừa anh. Mà cô không biết ông có bao nhiêu tiền, không hề biết. Thì ông ra ông leo xe lam để ông đi lên xe lam để ra bến xe mới đi được, mà xe lam đập máy hoài không nổ. Thì cô ẩm thằng con, cô nói cái điềm rồi, ở nhà đi đừng có đi, trời mưa nữa, ở nhà đi cái điềm không có đi được. Ông nói đi được mà, thì ông đi. Mà thường thường là ông đi tự nhiên là một tuần gần 10 ngày sau mới về. Ông đã ốm rồi mà ông về ông còn ốm khủng khiếp, mà ông bơ phờ, ông xác sơ. Cái cô nói, cô nhìn cô nói rồi có chuyện rồi phải không, ông ấy bị lừa rồi em ơi. Cô nói cho dừa, cô không thương nha, cô nói cho dừa lắm, lừa hết nhiều. Ông nói hai cây vàng, trời cô muốn xỉu vậy đó. Bị lính nó lừa, hai lừa lính nó lừa, lính nó lừa đó. Trời đất ơi, thiệt. Đưa cho nó và để nó mua hàng, để nó không mua hàng nó cầm vàng nó biến đi luôn. Hai cây vàng nhiều lắm ạ. Hai cây vàng lúc đó giá trị lắm đó, năm đó là năm 82 mà. Xưa hai vàng dám mua được cái nhà lắm á, mua nhà khủng khiếp. Mua nhà rồi là cô muốn xỉu luôn á, mà cô giận cũng dễ sợ luôn. Cô không bán bánh nữa, cô lên một cấp bậc cao hơn, đó là cô bán hủ tiếu, bánh mì, bánh tùm lum đó, trong một cái sạp trong chợ. Lên cái cấp cao hơn. Thì khi cô bán nó thì bắt đầu là cô có một cái con bé để cô thuê nó để coi em bé ở nhà. Ông này thì ông đi ra đi vô ông phụ. Cái con bé nó cứ để cho thằng con trai cô, nó bụ bẩm quá đó, nó cứ thả xuống nước rồi nó ẩm lên để trần truồng như vậy đó. Cái cuối cùng thằng bé nó bị viêm phổi. Nó viêm phổi mà biết tiền lúc đó là bán tới đâu là xài tới đó rồi. Tại vì người ta cho mình ở nhờ, thì mình bán là mình phải bao cấp trở lại cho cái hộ đó. Thì mình đâu có tiền để dành nữa, đủ trang trải thôi, không tiền để dành. Thì thằng con bị viêm phổi, mà viêm phổi rất là nặng, viêm phổi nặng lắm, mà lúc đó mà em biết chích cái lancuxin. Cái thời buổi đó mà lancuxin là phải mua bằng vàng, 5 phân vàng được 2 hũ, chưa được 2 hũ 5 phân vàng. Thì con nói trời ơi chết rồi, con mình như vậy chết rồi anh ơi, giờ làm sao, giờ tiền không có. Thì lúc đó là cô mới giận cái vụ mất 2 cây vàng. Thì lúc đó là cô bắt đầu cô mới cắn đắng cái vụ đó, nó thấy không, bây giờ con như vậy giờ tiền đâu. Thì cũng may, có nghĩa là mình ở lành thì mình sẽ gặp đó. Lính ông đó lại ghé thăm, là lính khác. Nó ghé thăm như vậy thì nó thấy như vậy thì cái tay nó đang đeo cái nhẫn 2 chỉ, là nó lột liền 2 chỉ ra, nói anh chị đi mua thuốc cho cháu đi. Thế là trời ơi báo với giám đốc bệnh viện, lên báo với bệnh viện là đổi 2 chỉ vàng đó quy thành tiền, lấy liền 5 hũ lancuxin để chích cho thằng bé, nhờ cái 2 chỉ vàng đó mà con trai cuộc sống tới bây giờ. Giá trị 2 chỉ vàng đó còn lớn hơn 2 cây vàng của ông lính lừa nữa đó. Dạ đúng rồi, sau cái giai đoạn đó con cô nó khỏe lên thì cái đoàn đó, cái đoàn tiếng biển đó, cái đoàn đó nó về ngay Đồng Tháp. Thì đúng là cũng vẫn còn đi hát cọc xe đạp. Thì về thì vô tình này thấy tên đoàn như vậy là chạy lên liền. Thì ông Lâm Quang Phong gặp Lệ Hằng, em trốn đi đâu vậy? Gặp anh em mừng quá, trời ơi, cứu tinh của đoàn tới rồi. Thế là ông đó thu xếp lên, đi trở lại đoàn. Bởi hát.
Đó là cô nói thôi anh ơi, thôi giờ mình bỏ cái nghề này đi, mình đi trở lại đi. Thế là hai vợ chồng lại khăn gói ôm con cái là đi về đoàn cho tới bây giờ. Rồi sau đó mình về đó mình làm ngoại vụ. Ừ. Cô là ca sĩ. Ca sĩ. Từ ngoại vụ mình lên trưởng đoàn luôn. Lên trưởng đoàn luôn. Trời, quá dữ luôn. Có bao giờ mình nằm mình thấy mà lúc đó những cái cùng trang lứa mình họ nổi tiếng, họ hát nổi tiếng, cô có ước gì đó mình đừng lấy ông này không? Có những lúc cô nói chứ trời ơi phải chi mình đừng có yêu ha, nhưng mà rồi giờ thôi kệ đi, có những người người ta đi kiếm tình yêu không có, mình có tình yêu thôi kệ nó đi, không sao đâu, miễn được yêu, được yêu được người đứng đắn là được rồi. Đặc biệt là chú chăm cô rất là kỹ. Thế nếu cô hát một đêm như vậy, cái người chọn bài hoặc là cái người chọn trang phục, hoặc là khi mà cô xuống là mồ hôi nhễ nhại, một đêm hát 7-8 bài mà Quỳnh Linh 7-8 bài, 8-9 bài là cái người mà lau từng giọt mồ hôi, vắt từng lau, rồi chăm sóc miếng ăn, chăm sóc tất cả mọi cái. Thành thử tất cả mọi cái nó được chia sẻ hết. Chú yêu cô đã làm rồi, chú có yêu tiếng hát của cô? Còn ấy xuất phát từ cái yêu tiếng hát đó. Yêu tiếng hát trước tiên đó. À, rồi đến yêu người. Bài hát đầu tiên nào mà chú nhớ chú nghe mà nó thấm trong tim chú, rồi từ đó nó xuất phát ra tình yêu. Ví dụ như là Diễm Xưa này. Bây giờ cô có thể hát một đoạn Diễm Xưa nhắc nhớ là cái tình yêu xuất phát từ điều đó. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em ơi thua mắt xanh sao. Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Cô nghĩ rằng chú ống nghe cô hát cái đầu tiên để mà ống mê cô, đó là cái cô hát Ru Con á. Cái căn hộ cô ở thì cái hải đội ống nằm giáp mé biển. Thì khi mà con cô nó ngủ á, thì một là cô cầm cái guitar, cô leo lên cái mái hiên nhà, cô nhìn ra biển cô hát. Đó là khả năng ông nghe những bài đó. À, khả năng là ông nghe cô Ru Con ngủ. À ơi, à ơi, mẹ ru con giữa trưa hè, trời nghiêng nắng lửa, tiếng ve oi nồng. À ơi, à ơi. Nhớ không chú? Cảm xúc của chú sao? Khi mà bắt đầu mà cô chấp nhận ống là ông có gửi một bài thơ, mà cô đọc một bài thơ mà cô chấp nhận. Nhưng mà giờ chắc có lẽ là 40 mấy năm rồi. Dạ. Cô chỉ còn nhớ được một đoạn thôi. Như thế nào cô? Bài thơ tên gì anh? Thế là xa nhau. À, đó là lúc cô quyết định cô đi đoàn Kiên Giang đó. Dạ. Một ngày 24 tiếng, 1 phút 60 giây. Thế là xa em đây những bao ngày thăm thẳm. Em ơi anh nhớ lắm đôi mắt mộng tình yêu, gặp nhau mỗi buổi chiều làm lòng anh rộn rã. Không, thật ra tiếng hát của cô ai nghe mà không yêu. Nó da diết. À, nó da diết quá. À, thưa cô chú, trên tay con là đang cầm cái lá thư của chú gửi cho cô. Biết là bao lâu rồi chú chưa gửi thư cho cô? Cô nhớ không? Lâu chắc lắm là rồi. Lâu lắm rồi cô hả? Nhân chương trình Tình Trăm Năm hôm nay mà chú đã mạnh dạn viết cho cô một lá thư. À, bây giờ con xin phép cô con đọc cho cô nghe cũng như là đọc cho quý vị khán giả nghe. Gửi vợ yêu. Cuộc tình duyên của chúng ta thật khác người và trải qua nhiều sóng gió. Nhưng anh và em có niềm tin để đi chung một con đường, có lòng vị tha để tha thứ cho nhau những lầm lỗi trong trên, vì cả hai đều là nghệ sĩ và chúng ta đã vượt qua và hạnh phúc mà nhiều người ngưỡng mộ. Ta đã già rồi nhưng mãi tươi rói tình yêu như tuổi đôi mươi. Tình ta là tấm gương cho con cháu nhìn vào
để chúng cũng được hạnh phúc. Cảm ơn em vì đời này anh có em song hành. Anh yêu của em. Quá đã. Vì cái tình duyên chắc chở cho nên cô chú không có cái lễ cưới. Thì năm ngoái là cô là người Công giáo gốc. Và cô có nói với chú là cho tới giờ phút này rồi anh cũng về hưu rồi, và em cần phải xưng tội và rước lễ. Và khi em có qua đời thì em sẽ có nơi để em về. Vậy anh làm phép tha cho em đi. Anh đến nhà thờ để xin cha làm phép à, giống như làm lễ cưới đó. Anh nói ô anh sẵn sàng mà, mình tiến hành đi. Nhưng mà cô chú là có giấy đăng ký kết hôn. Khi có con về sống chung với nhau là đăng ký kết hôn chính quyền. Kết hôn đàng hoàng. Nhưng mà không có tổ chức. Nhưng mà không tổ chức đám cưới. Trở lại ngày xưa mà nếu mà không gặp một người yêu như chú thì cô sẽ chọn nghề, cô không chọn lấy chồng. Còn nếu mà gặp được người như chú thì cô vẫn chọn cái tình yêu. Một người sống trong một cái giai đoạn mà mình là ngôi sao, mà mình dám hy sinh cái danh vọng đó thì để tìm một tình yêu riêng cho riêng mình. Thực ra là cô là một người rất là cá tính, rất bản lĩnh, cũng như chú, một người có thể đang một cái quá trình tiến thân rất là cao. Nhưng chú sẵn sàng rứt áo ra đi để làm một người bình thường bên cạnh cô, để mình có một tình yêu trọn vẹn chú ha. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ xem con cháu thế nào nha. Xin mời cô chú hướng về màn hình. Ông bà ngoại Quick and Low, tất cả đến với nhau là chữ duyên, đủ điều kiện duyên sẽ nở. Ngoài cái duyên vợ chồng ra, bà mẹ còn gieo duyên cho bốn anh em chúng con được gặp nhau, để chúng ta được gọi là gia đình trọn vẹn và đúng nghĩa. Con thay mặt cho bốn anh em cảm ơn ba mẹ đã cho bốn anh em con được một cái thân khỏe mạnh, được một cái tâm an nhiên và vững chắc, được một cái trí tuệ trong sáng. Con kính chúc ba mẹ có một sức khỏe thật dồi dào, một đời sống viên mãn bên con cháu. Và cũng giống như cái chương trình này ba mẹ đang ở đây, đó là tình trăm năm. Con xin cảm ơn tất cả những gì ba mẹ đã dành cho bốn anh em chúng con. Xin cảm ơn về tất cả. Cảm ơn chương trình. Cô chú là một câu chuyện tình rất là lãng mạn nhưng cũng đầy sóng gió. Cô chú cảm ơn chương trình rất là nhiều đã đem một cái cơ hội để cho cô chú giống như là mình được cưới với nhau một lần nữa và mình sẽ đi với nhau suốt cuộc đời. Vui được chào đón cô chú đến với tình trăm năm. Ngày lúc còn trẻ ngày xưa đó chú nhớ là chú gặp cô lúc đó chú mấy tuổi? Năm đó là chú 26 tuổi. Lúc đó là chú đi về sư đoàn để dự một cái lớp học bồi dưỡng cộng tác viên cho báo quân đội nhân dân. Sau khi kết thúc khóa học thì chú trên đường trở về đơn vị thì ra một cái bến tàu ở thị xã Mộc Hóa của tỉnh Long An, tường cũ bây giờ gọi là Long An đấy. Dạ. Thì lúc đó là không có đường ô tô, mà ở miền Tây thì sông rạch cho nên là chủ yếu là đi bằng đường thủy. Thế thì từ cái chỗ bên tàu đó mà trở về đơn vị của chú thì hồi đó là tàu chạy từ 8 giờ sáng mà đến 4 giờ chiều mới tới đơn vị. Yeah. Thế thì trong lúc chờ giờ tàu chạy thì gặp cô ra hỏi đường đi về cái chỗ đó. Thế thì chú ngồi chú nghe cô hỏi đường thì chú mới nói cô đi về ở Hưng Điền phải không, chỗ đó đơn vị tôi đang đóng quân ở đó. Thế thì cô ấy bảo vậy thì ngày mai em sẽ lên chỗ đó để nhận nhiệm sở. Tức là lúc đó là mới ra trường, học sư phạm mới ra trường, nhận nhiệm sở để dạy. Là cô giáo đó hả? Cô giáo. Đấy, nhận nhiệm sở để mà dạy ở cái trường thuộc xã Hưng Điền.
mà xã Ân Điền thì nó là một cái vùng sâu của cái vùng giải phóng giáp với biên giới Campuchia. Yeah. Nó có một cái con kênh gọi là kênh Cái Cỏ mà bước qua bên cái kênh là đất Campuchia. Yeah. Còn bên này là biên giới Việt Nam. Thế thì có lẽ là cấp trên cũng nhận định tình hình biên giới nó hơi phức tạp. Cho nên là vừa mới hòa bình năm 75 thì năm 76 là điều sư đoàn chủ ra đóng quân ngay sát biên giới. Mm. Làm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là làm kinh tế, nghĩa là trồng lúa. Và nhiệm vụ thứ hai là kết hợp kinh tế với quốc phòng để bảo vệ biên giới. Yeah. Thế thì đúng hẹn thì ngày hôm sau cô giáo lên tới. Thì lúc đó thì chú đang ở trong đơn vị, nhưng mà có một người lính của chú ra ngoài trụ sở của ủy ban xã. Thường thì hàng ngày khi tàu mà đi từ ở dưới Mộc Hóa mà về tới trụ sở ủy ban xã thì lúc nào cũng có gửi theo thư báo rồi tạp chí văn nghệ quân đội. Cho nên cái người đồng đội của chú ra nhận về thì cô có nhắn là anh về nói với anh Thi là có cô Thúy đang ở ngoài xã Hưng Điền. À, mới hàng bữa. À, đấy, thế thì là tôi là biết ngay là cô giáo mình đã gặp ở dưới bên tàu rồi. Dạ. Thế vài ngày sau thì gặp nhau. Thì trong quá trình thì cũng đi tới đi lui rồi thì có điều kiện thì cũng ra thăm nhau. Mà hồi đó thì ở trong cái vùng mới giải phóng nó khó khăn lắm. Điện thì không có. Rồi thức ăn thì phần lớn là tự túc. Nhưng mà đơn vị của chú lúc đó là trồng lúa, năm đó trúng dữ lắm. À, 65.000 hecta mà huy động là cả hàng ngàn dân công của các tỉnh, ví dụ Tiền Giang rồi Bến Tre rồi Vĩnh Long lên để gặt lúa. Yeah. Để cho đơn vị đó. Thì cái bối cảnh mà lúc hai người gặp nhau là như vậy. Yeah. Cũng lãng mạn quá. Năm đó là năm 76. Yeah. Chú, nhưng mà cái ngày đầu tiên mà chú gặp cô ở cái bến đò đó, khi mà chú thấy cô hỏi thăm á, là chú có nhớ cái hình dáng của cô lúc đó hay không? Chú có ấn tượng gì với người con gái này hay không? À, có. Lúc mới gặp lần đầu thì hồi đó bộ đội cũng còn nhút nhát lắm. Nhưng mà tôi cũng để ý là thấy cô ấy mặc một cái áo caro và tóc thì tóc xì tóm tém. À, nhưng mà miệng cười thì rất là tươi. Không đẹp à nha. Và nói xưa, chuyện thì lại rất là mạnh dạn. Đẹp đấy. Đó. Thế và thường thì là những người, xin lỗi là những người con gái mà khi gặp bộ đội thì kêu bằng chú không à. Nhưng mà duy nhất chỉ có cô này lại không kêu bằng chú mà lại kêu bằng anh. Cho nên mình có một cái linh cảm gì đó là sao có cái cô bé này cô ấy lại không gọi mình bằng chú như bao nhiêu người khác. À. Mà lại gọi bằng anh, cho nên nó ghi một cái dấu ấn. Và từ đó là tôi bắt đầu để ý. Thì nhìn thấy khuôn mặt rất là dễ thương. Mà nói chuyện thì rất là trình độ, tức là có hiểu biết về cách mạng. Dạ. À, có hiểu biết về cách mạng chứ không phải là như những đối tượng khác mà cứ bảo bộ đội là 7 người trèo lên một cái cành đu đủ mà không gãy đâu. Nhưng mà cô ấy có cái nhận thức về bộ đội rất là hay. Nhưng mà đó lúc đó chắc là cô cũng cảm nhận chú đẹp trai này, kêu anh này kia. Đẹp trai không cô? Trong mắt cô thì lúc đó là chú không đẹp. Không đẹp hả? Không. Coi như là hồi xưa thì cô ở vùng, cô ở thành mà. Quê cô lâu? Cô ở Mộc Hóa, Long An. Ở đó luôn, tại đó luôn? À, tại đó luôn. À, thì có chú là đến giải từ xa tới thôi. Đó. Thì hồi xưa là nhìn sĩ quan ngụy quen rồi, quen mắt rồi. Ừ. Còn nhìn bộ đội thì lúc đó là trong mắt cô thì cũng không đẹp lắm. Rồi. Đó, nhưng mà cô đã giác ngộ được là bộ đội như thế nào. Tại vì giải phóng vô rồi thì cô được học thêm một năm nữa về cái chế độ mới. À, về học cái chính trị. Học chính đó. Trị. Dạ. Cho nên là cô cũng đã biết, cũng đã biết. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên mà cô nhìn thấy chú là hồi xưa đó là nghe cái giọng Quế. Nếu mà là Trung thì là giọng Quế. À. Nhưng mà sao cái anh này sao mà nó không phải Quế mà cũng không phải Bắc, mà nó trò trẻ giữa Quế và giữa Bắc. Cho nên là không biết là nó ở cái vùng nào. Cho nên là cái suy nghĩ của cô lúc đó là thoáng qua thôi. À. Nhưng mà sau đó thì mới biết là anh là dân Quảng Bình. Nhưng mà sau cái buổi định mà nó bến tàu đó. Dạ. Thì bao lâu thì mình có cảm xúc với nhau, có tình ý với nhau? Thì như hồi nãy chú kể đó, thì cô cái ngày hôm sau là cô lên tới, ngày hôm trước là chú đi, ngày hôm sau thì cô đi ra khỏi thăm đường thì cô lên tới cái nơi mà cô đã nhận nhiệm sở. Thì may làm sao mà lúc đó lại có cái chú bộ đội ra lấy báo. Thì cô mới nhắn, cô mới nói là anh ở trong trung đoàn 207 phải không? Thì cái chú đó mới nói là dạ đúng rồi. Nói, anh vô anh nhắn anh Thi là có cái cô giáo lên tới rồi. Thì ngày hôm sau là anh Thi anh ra nói là anh đi ra. Anh TikTok anh đi ra. Thì anh đi ra là coi như là cái ngày đầu tiên mà gặp nhau ở cái vùng đó. Mà cái vùng đó là cái vùng trắng, là vùng giải phóng đó. Thì mà lên buồn lắm, lên trời ơi, đang ở ngoài thành rồi đi lên trên đó là không ai hết á. Buồn lắm.
Mà tối thì hồi xưa là ở chỗ đó là dùng là mũi kêu như sáo thổi. Đúng rồi, nghe mà quá là sợ rồi đó. Lúc đó là mênh mông sông và là ruộng lúa. Mà đứng ở bên đây bờ và bên kia là Campuchia. Dạ đúng rồi. Bên biển không á. Sợ lắm. Mà có anh Thi thì lúc đó là anh ra anh chơi thì coi như là cũng có một người bạn. Coi như có một người bạn với coi mình. Coi như là có chỗ dựa tinh thần rồi đó. Chỗ dựa tinh thần. Vậy lúc đó chắc chú Thi chú cũng làm lớn. Là không, lúc đó kia. Là thiếu quý thì cũng mới có thiếu quý hả? Thiếu quý hả? Lúc quý. Đó, nhưng mà cũng có lính rồi đó. Sĩ quan, sĩ quan. Sĩ quan rồi, có lính ra báo cáo này kia là cũng có chỗ dựa tinh thần ngon rồi. Trời ơi, xưa quen bộ đội mà thiếu quý cũng ngon rồi. Mình phải chiến lược liền, phải chiến lược liền. Bây giờ làm thiếu quý là mai mốt tương lai là mình sẽ lên nữa. Đó, chiến lược liền. Mà là lúc đó lại biết anh Thi á, anh là tiên quấn. Mà dân tiên quấn thì nói năng cũng mạch lạc, khúc triết, có trình độ. Mà mình thì cô giáo, mình gặp cái dân đó thì có lẽ là nó hợp nhau. Nói chuyện rồi làm bạn nó hợp nhau hơn. Tôi rồi dần dần rồi không biết yêu nào không hay. Anh ha, biết mình yêu. Bao lâu thì yêu chú? Càng ngày càng nhân lên, càng ngày càng nhân theo cấp số nhân. Ủa vậy đó hả? Tình yêu nó, tình cảm nó được nhân lên. Lúc đầu thì là quen biết rồi thì cũng là tình bạn thôi. Qua lại nói chuyện rồi tìm hiểu từ từ nó nhân lên yêu lúc nào không hay luôn. Thôi giờ chú nhớ cái giờ không nhớ chuyện yêu lúc nào rồi nhưng mà nhớ cái hẹn hò đầu đúng tiên không? Thì đã hẹn với nhau là lên đó là thường không, là thường hẹn hò đi chơi kìa chứ không phải hẹn hò đó. À hẹn hò đi chơi thì tôi nhớ tức là năm để tôi nói tiếp cái phần năm 77. Năm 77 là bọn Pol Pot nó tràn sang biên giới. Dạ. Nó đánh vào đơn vị và đánh vào cả cái khu vực trường học này. Cho nên là em xin tạm bổ sung thêm điều này. Quen là năm 76. Lúc đó là tháng mấy năm 76? Lúc tháng 10 năm 76. Tháng 10 năm 76 thì qua năm 77 là bắt đầu chiến tranh biên giới. Biên giới Tây Nam đó. Biên giới Tây Nam đúng cái rồi. Cái lúc mà hai đứa quen nhau thì lúc đó là ở tại cái đơn vị chỗ ảnh và cái chỗ cô dạy thôi. Nhưng mà đến năm 77 thì biên giới lúc đó là chiến tranh biên giới đã xảy ra. Đúng rồi. Căng thẳng lắm á. Tụi con hiểu không? Dạ. Thì lúc đó là cô á là cô được lệnh là tất cả cán bộ công nhân viên chức đóng ở trên chỗ cái địa bàn của cô đóng tức là Hưng Điền B phải rút về ngoài thị xã. Lúc đó là cô đang ở biên giới mà thì tất cả là rút về trong tức tất trong 24 tiếng. Hiểu không? Lúc đó tại vì lúc đó là đã có lệnh biên giới nó là không gì là bên 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 bố nó pháo qua rồi thì tất cả cán bộ công viên chức giáo viên kể cả giáo viên rồi lúc đó là cán bộ thương nghiệp gì đó thì phải rút hết về thị xã. Thì cái cô lúc đó cô mới lính quýnh rồi cô không biết làm sao không lại gặp để thông báo cho anh biết. Nếu mà cô đi liền trong lúc đó đó lúc thì đó là yêu chưa? Yêu rồi. Yêu rồi đó hả? Một năm sau là yêu rồi, năm 76, năm 77 là yêu rồi. Nắm tay chưa cô? Có rồi. Chưa có đâu, một lúc đó chưa có đâu, không có đâu. Trời ơi, đồng ruộng mênh mông gì mà chưa không. Không, có đâu, lúc đó chưa có đâu, không có đâu. Hay là chú không tấn công hay chứ? Tấn công gì phủi ra đâu cho. Ủa vậy đó hả? Giữa đồng với ruộng ai đâu thấy mà phủi. Không, không cho. Trời đất ơi. Sợ hả cô, sợ hả? Trời ơi, lúc đó mắc Lenin lắm. Đảng viên. Sợ đủ thứ không dám đâu, sợ người ta rình ta cho. Ủa nhưng mà chú sợ chứ cô chưa đảng viên mà sợ gì? Cũng sợ luôn giáo viên rồi học trò mình thấy chết luôn á. Lúc đó là học trò đó. Hung thôi mà. Không dám đâu. Tại vì nè, cái giờ mà chú ra chú chơi với cô thì đâu có đi hẹn dám ngoài. Lúc đó đồng nghiệp của cô 3-4 đứa ở chung một cái láng như vậy đó. Thì ra chơi ngồi uống nước, uống trà rồi ăn bánh rồi kia cho nói với nhau thôi. Chứ đâu có dám đi ra lầm ra bụi đâu. Chỉ có nắm tay thôi đó hả? Nắm tay thôi, đi ra tiễn ra rồi nắm tay rồi đi vậy có thôi. Có tỏ tình anh yêu em yêu anh gì chưa? Chưa luôn. Tình trong tuy đã thôi. Trời tưởng đâu giữa cái đồng ruộng mênh mông sông nước đó. Không dám. Tao nói lúc đó mắc Lenin mình. Mà chú cũng kỳ nữa, cứ lúc mà tiễn ra nắm tay được thôi, tao lén tao hung cái chốc rồi tao bỏ chạy liền. Trời ơi. Không, hồi xưa chắc cũng sợ. Sợ. Lúc đó là đang đảng viên mà đang là tuyên quấn nữa. À, lúc đó là cô giáo mình, cô giáo nữa. Cô giáo nó thành ra cái chuyện nó càng sợ hơn. Quá nhiều cái rào cản về phong kiến rồi. Rồi lúc sau chia tay sao? Lúc mà lúc đó 24 giờ đó sao cô? Đó. Lúc đó chú là sĩ quan chính trị mà cho nên là cũng làm công tác tuyên huấn thì anh ấy thường thì cũng mẫu mực trong cái quan hệ như thế. Nhiều khi chủ nhật mà cô từ ngoài trường lội bộ vô chỗ đơn vị chú thì cũng ngồi chơi công khai rồi anh em bạn bè quầy tủ với nhau nói chuyện rất là vui. Thì trong cơ quan có trồng trọt được cái gì, chăn nuôi được cái gì thì làm rồi đãi khách luôn. Chứ chưa có dám ra mặt. Đó, thì đến năm 77 tức là khi Pol Pot nó đánh qua thì nhà trường phòng giáo dục mới điều các giáo viên là trở về ở ngoài thị xã để lánh nạn. Thì chú cũng nhận được thông tin đó thì cô đi về là đi khẩn cấp lắm. Sau đó để lại một cái vali.
Nhưng mà khi mà chú mà nhận cái vali của cô để mà đưa về thì lúc đó là đường tàu nó không còn chạy nữa. Mà chú phải đi bằng cái đường xe máy cày. Tức là lúc đó là đơn vị làm kinh tế cho nên là có nhiều máy cày chạy ở trong đồng. Trời. Thì là lên bỏ lên trên máy cày và chạy. Chạy biết khi nào tới? À, chạy là phải hai tour. Cái tour thứ nhất là tới nửa đường xong rồi ở đó ngủ. À. Trong ngày hôm sau là mới chạy thêm một tour nữa mới về tới dưới. Mà đường máy cày thì chạy không tới được đúng đâu rồi. Chạy gần tới thì bắt đầu lại phải sang đo à. Để đi về dưới thì giao đó. Lại cái vali cho cô. Có nghĩa là lúc đó đi là đi bộ chứ đâu có tàu xe gì là không xách được cái vali. Không xách được cái vali nặng đồ mới của gửi cô mà. Lại cho người yêu. Gửi lại cho người yêu. Giờ anh mai mốt anh về anh xách cho em chứ giờ em đâu có xách nổi. Cho nên mới đi bộ từ Hưng Điền B đi xuống tới Hưng Điền A thì lúc đó mới có tóc ráng để đi về thì sao. Làm chú bộ đội tôi nói chạy máy cày đem cái vali tôi nói hai ngày mới tới. Ủa tức là chia tay mà chỉ tức là lúc đó câu chuyện nó chỉ xoay quanh chiếc vali thôi. Vậy thôi chứ nó không có mà lo lắng sợ hãi. À, không có đưa tiễn ra, ly, không có tiễn biệt, không có gì hết trơn vậy. Không lo chạy không lúc mà. Đó là chiến tranh. Ừ, coi như là lúc đó là lo chạy đó. Lo chạy rồi đó chứ còn từ nghĩ gì nữa. Ngoài cô đó nhưng mà lúc đó cô đi rồi cô có sợ cho người ở lại không? Sợ chứ. Không sợ mất cái vali thôi. Đó, câu hỏi là câu hỏi vậy đó. Tại nãy giờ cô thấy chỉ nó chỉ xoay quanh chiếc vali thôi. Sợ, không biết ông có đem được vali của mình về không? Về nữa nè. Lúc đó cô về á là lương có chưa có lãnh. Chưa có lãnh lương để lãnh đi lương cấp luôn. Chưa để kể nghe. Thì lúc đó mới là rù rì mới đứng nói chuyện với một ông thầy giáo kế bên hỏi cô thấy cô còn tiền cô cho tôi mượn mấy đồng ấy. Cái cô lúc đó cô mới nói trời đất ơi chưa lãnh lương sao tiền đâu không có. Giờ tôi còn có mấy đồng tôi cho mượn tôi lấy gì tôi lận trong người. Rồi có cái chuyện gì chứ có nghĩa là mình sợ không tới thị trấn thì sao. À. À, cái sau cái ảnh đứng anh nghe hai cô, cái ông cô giáo với ông thầy giáo này nói chuyện gì nhau mà ổng nghe. Ổng nghe xong cái lúc mà cô đi á, thì ổng có không biết ổng lúc nào cô không biết ổng đi từ cái lúc nào đâu ổng đi ra lẻn ra cái chỗ nào không biết. Thì khi cô về cái ổng mới xếp trong cái tờ giấy á, trong nói cầm này đi rồi về dưới ra mở ra nhé không, cầm cái tiền chú xếp tiền rồi chú xếp trong cái tờ giấy. Mà cô tưởng là chắc ổng viết cái gì đó ổng nhắn gửi mình gì đó thì cô cũng cầm ra rồi cô bỏ trong cái túi quần của cô rồi cô cũng đi cô chạy cô cũng không để ý nữa. Khi đi về tới Hưng Điền A cái nhớ ổng rồi đó, bắt đầu nhớ ổng đó. Không biết ông viết gì cho mình đây. Mở ra thì lúc đó cô thấy là có 30 đồng. Trời. Mà lương của cô lúc đó là có 26 đồng thôi. Mà thiếu quý cho 30. Hơn tháng lương ha. Quyết định lấy luôn. Lấy luôn. Trời ơi trời. Nhờ tháng lương đó. Lương 26 đồng. Mà ông thiếu quý này ông cho mình 30. Đó. Đó là cái kỷ niệm nhớ nhất đầu tiên là cái sự quan tâm của chú tới cô. Đó. Thì là tặng nguyên tháng lương thiếu quý chứ nửa tháng. Nửa tháng hả? À, thiếu quý lúc đó là thì lương chú gấp đôi lương ấy rồi, lương quản lý rồi. À, thiếu quý lúc đó là 65 đồng. Trời ơi, ngon lành. Mà lương cô giáo thì có 30 đồng thôi, cái có 26 đó, đồng thôi. Lúc đó cái cô cũng hơi ngỡ ngàng mà cũng xúc động nha. Nói đâu, cái mới nói, ông Sơn, bây giờ nãy anh Thi á, anh gửi cho tôi 30. Bây giờ nãy ông hỏi tôi mượn tôi không có giờ tôi cho ông mượn 10 đồng. Trời ơi trời quá trời tốt bụng rồi. Lấy tiền người lúc yêu. Đó thương nhau lắm, lúc đó là giáo viên với nhau rồi đồng cảnh thì bị lúc đó mình chưa biết. Anh kia là cũng thầy giáo. Thầy giáo bây thầy giờ ông, chung. Bây giờ ông nghỉ hưu rồi, bây giờ ông hiện tại ông lúc đó là ông đang bây giờ khi ông nghỉ hưu ông đang là quản lý hình như ông là chủ tịch công đoàn Liên đoàn Lao động của tỉnh Vĩnh Hưng. À. Vĩnh Hưng Mộc Hóa đó. Huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An. Bây giờ ông thầy đó còn đó, giờ chắc nhắc lại cho ông thầy đó ông đang coi cái chương trời trình trời ơi sao không nhớ đó. Được lấy tiền người yêu của mình đưa cho trai mà không nhớ được cho trai mượn hết chứ mượn ngàn trăm to đâu đừng không mà sao nó có đòi lại không không mấy ông thầy đó thấy thương lắm mấy ông trả rồi chắc không đòi rồi không trả đàng hoàng trả đàng hoàng nhé. Chú có biết câu chuyện là cô lấy tiền của chú cho mượn không chú sao lâu đâu. Cô có nói trời ơi tưởng không nói tới bây giờ mới biết là tới một chuyện luôn tới là, tại vì hồi đó là Ngô Minh Sơn là người bạn cũng rất thân của cô mà cũng rất thân với chú à. Đó, thế thì ví dụ như có những buổi tối mà rảnh mà anh em nghỉ ngơi thì là thường lấy cái đàn guitar đó rồi ngồi ở ngoài bờ kinh rồi đó thì là kẻ đàn người hát cho nên là cũng có những cái dấu ấn với nhau cho nên khi mà cô có cho Ngô Minh Sơn mượn 10 đồng có nói rồi sau đó là bắt đầu đi chơi nha quen rồi đó thân rồi đó thương rồi đó thầy bắt đầu cái là anh mới đem cái vali về đưa cho cô rồi cái bắt đầu cái mới nói là anh mới nói là anh được nghỉ phép đâu mấy ngày vậy đó anh về anh học xong anh được nghỉ một hai ngày gì đó rồi bây giờ mình đi chơi không cái cô mới nói giờ đi đâu bây giờ anh nào giờ lúc đó giải phóng vô đâu chưa có đi đâu hết á
Cái cô mới nói bây giờ anh thích đi đâu? Cái anh mới nói là đi về Sài Gòn đi. Anh chưa có biết Sài Gòn. Giải phóng vô thì giải phóng ở Mỹ Tho. Còn Sài Gòn thì anh chưa biết. Hỏi em biết không? Em biết chứ, hồi đó em ở quận 8 mà, em học ở quận 8 mà. Giờ anh mới đi về Sài Gòn phải không? Cái anh nói ừ anh thích đi Sài Gòn lắm, coi giờ Sài Gòn có gì ta, lúc đó là sở thú là nổi tiếng nha. Đúng luôn á, tại dưới quê cái thời đó năm 76 đúng rồi, dưới quê mà lên là phải bắt buộc phải đi sở thú, đi sở thú. Dạ à, cái xong cô nói vậy thì sáng mai đi sở thú nha. Cái chú nói vậy là mai mấy giờ? Cái cô mới nói là thì bây giờ chuyến xe đầu tiên lúc đó 5 giờ sáng phải không anh? Ừ. 5 giờ sáng đi xe đò. Đi xe đò trà cũng mấy tiếng mới tới rồi nha. Trời ơi xe đò đi cả ngày luôn á, tại vì hồi đó là đi từ trong Mộc Hóa phải đi ra Cây Lậy. Đúng. Ủa đi ngược với Tiền Giang vậy đó hả? À, đi ra Cây Lậy đi, à, đi hồi đó chưa có đường, hồi đó chưa có cái đường bình như bây giờ đâu, là từ trong Mộc Hóa phải đi theo cái đường lộ ra tới Cây Lậy. Ra tới Cây Lậy xong bắt đầu mới đến chỗ cái nhà thờ cái cao đài đó để đón xe lên Sài Gòn. Cái này là con biết nè, là tại vì chú Bảy con là cũng là bộ đội ở Mộc Hóa, cho nên là mỗi lần mà đi lên thăm bên nhà con là cũng đi đường Cây Lậy. Cây Lậy. Để từ Cây Lậy đi vô Mộc Hóa là đi bằng đường Tắc Rãm, đi đò. Tại giờ lên đi Mộc Hóa lên đi tới Long An á, Tân An cái lên quẹo vô. À, hoặc là đi bến Bến Lức quẹo vô có đường đi Mộc Hóa luôn. Bây giờ nó có đường rồi. Dạ, nó dễ đi lắm. Phải ra Cây Lậy. Nhưng mà cũng khó đi, đi cũng mấy tiếng mới tới, đường về nó cũng nhỏ lắm. Đó. Vậy không chừng chú Bảy con là cũng biết chú đó. Vậy hả? Vậy chú Bảy con là ở trong Mộc Hóa là từ hồi ở lúc chú Bảy con bắt đầu đi bộ đội là tới bây giờ vẫn còn. Đâu chú Bảy là tên chú Sơn mượn tiền cơ chứ. Chú Bảy con là bộ đội chứ không phải là thầy giáo. Đó rồi bắt đầu cái cô mới sáng ra. Nhưng mà về cũng phải xin má đàng hoàng vậy, xin ba má đàng hoàng đó má. Sáng mai là, tại vì tối đó anh Thi có ra nhà chơi thì tôi xin xin ông già bà già. Nói là mai là con đưa Thúy đi Sài Gòn chơi. Cái rồi bà già mới cho chứ cũng phải lúc thời đó nó khó lắm. Vì nhiều mình muốn đi giờ nào đi đâu. Thì sáng ra là hai đứa bắt đầu mới là đi xe đò. Mà xe đò thời đó còn chạy thang đó. Chạy thang ngồi nóng lắm. Linh đưa đi xe thang có, biết có mà. Cái bình thang ở đằng sau lưng á. À, nếu mà xui mà ngồi gần cái xe thang là trời ơi. Đó. Nóng kinh khủng luôn á. Thời đó là vậy đó. Xong là cái bắt đầu lên trên đó xong rồi cái bắt đầu ra bến xe miền Tây ha, lúc đó miền Tây phải không? Ra tới bến xe miền Tây xong xuống rồi mới đi xe lam. Đi xe lam từ ngoài đó rồi mới vô tới sở thú. Hiểu không? Nhưng mà cái quan trọng là tối đó ở đâu? Tối đó ở nhà bác. Hồi đó cô là hồi đó cô về Sài Gòn cô học á, là cô học ở bến Bảy Cóc, Bình Đông, bến Bảy Cóc quận 8. Cô ở nhà cô của cô. Cô của cô ở dưới đó. Rồi cái cô mới đi chơi xong rồi tới đó cô về nhà cô ngủ. Còn chú? Thì đó, về đó, về đó ngủ. Chú cũng về đó ngủ. Sao ai cho? Cho chứ. Ngủ ở đâu? Rồi lúc đó chú ngủ ở đâu? Chú ngủ trên lầu. Nhà của cô Năm rồi đó là có nhà lầu mà. Còn cô là ngủ với bà chị con người cô. Thì sao không tìm cách nào đó mình... Trời ơi, thời đó sao dám? Liễn liễn. Không dám, thời đó khó lắm. Nhưng mà tối quan trọng ngủ được không á? Vui mà đâu có sao đâu lâu giờ đó. Chứ tối nằm, nếu mà nằm vậy cứ ngóng ngóng ngóng. Không biết ảnh có nhớ không thì không biết. Cô nhưng mà lúc vô sở thú là có hung nhau chưa? Không gì thanh thiên bạch nhật. Lẽ vô coi thú mà hung. Thời đó đâu có như bây giờ nó giờ quá. Cái quan trọng là tối ở nhà nè. Có lén lén đâu không anh nè. Chưa. Lần đầu tiên ở chung một nhà. Không dám đâu, ảnh nói phải bây giờ mà phải như nít bây giờ mà nó như hồi đó chắc mình cũng không biết nói làm sao. Đụng tới phổi không à, không cho. Đụng là phổi. Phổi không cho. Bây giờ mà đụng cái phổi là cho đi luôn. Giờ đụng là hốt, đụng là hốt. Là coi như là cái năm đó là năm 78 là tụi cô đi chơi xong về cưới đó. À. Về cưới mới bắt đầu là có cái chuyện mà trăng mật rồi đó, là coi như trước trăng mật là vậy là mà tưởng đâu là tối đó đi chơi xong rồi ăn cơm trước kẻn rồi về cưới trời luôn ơi, chứ. Sao mà dám sĩ quan chính trị nữa. Đúng rồi. Vậy là bao nhiêu năm mình chờ đợi, mình ráng mình kiềm chế bởi vì mình là cán bộ mà. Rồi cái đêm động phòng là có xé vẻ không chú? Tấn công quyết liệt luôn. Đúng là tổng tấn công luôn á. Nhiều khi cũng biết tấn công sao luôn. Có một cái điều kỳ diệu tức là có bầu ngay cái đêm động phòng luôn. Mạnh mẹ quá trời quá đất ơi. Chào cha sẵn rồi. Sau khi, con chào cha sẵn rồi. Lúc đó là chú lại có lệnh. Lúc mà trước khi cưới thì chú đang ở trên phòng tuyên huấn của quân khu 9. Cưới xong thì chú có một cái lệnh đi xuống làm trưởng ban tuyên huấn của một cái sư đoàn đang ở biên giới. Đi liền luôn. Đó, cưới ở nhà được đúng 6 ngày. À, sau khi 6 ngày xong thì cũng phải động viên bà xã vì nói chuyện cho ông bà già biết là chiến tranh biên giới đang có những cái nhu cầu bức thiết cho nên toàn quân phải dốc hết lực lượng ra ngoài biên giới. Cho nên con có lệnh điều động đi ra mặt trận. Bà già khóc.
bà già cũng lo lắng. Thì mới cưới được có mấy ngày mà bây giờ để vợ ở nhà rồi đi đây rồi không biết thế nào. Có lẽ là trong đầu bà già cũng nghĩ là không biết có sống đúng đó sống chết thế nào. Thế nhưng mà cũng có lẽ là hòn tên mũi đạn thì nó tránh mình thôi, cho mình cũng chẳng biết đằng nào mà lần đâu. Thì chú cùng với đơn vị đánh sang Campuchia là 0 giờ 31 tháng 12 năm 78 đó. Và tràn qua biên giới là đúng ngày 7 tháng 1 năm 79 là đánh vào sân bay Po Chan Tong của thủ đô Phnom Penh, giải phóng hoàn toàn Campuchia. Và lúc đó lại ở lại đúng 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế. 10 năm chú ở Campuchia luôn? 10 năm Campuchia, mà tuy nhiên 10 năm thì trong một năm là mình được có một cái phép, mỗi một cái phép được 30 ngày. Thế thì tân hôn xong rồi chú đi nha, mà đến khi chú về là đã sanh thằng cu đầu tiên rồi. Trời đất ơi. Sanh đúng ngày 19 tháng 9 năm 79. Đánh trận nào ra trận đó ha. Thế thì 10 năm thì mỗi năm đều có một cái phép, mà đơn vị chú đóng quân ở trong một cái khu rừng gọi là Phnom Caravan. Phnom là núi, mà Caravan là dãy đậu khấu, dịch ra tiếng Việt là dãy đậu khấu. Mà từ sở chỉ huy cơ của sư đoàn á, mà đi ra tới ngoài mặt trận á, đi bộ 11 ngày. Mà trên đường đi là lúc nào cũng bị phục kích. Yeah. Thế thì có một cái năm mà chú được tháp tùng với chính ủy của sư đoàn về bệnh viện ở Việt Nam mình để thăm thương bệnh binh. Đơn vị chú nói thật là có 32 người. Đó, 32 người mà có 30 người là cụt hai chân. Mình Blaymore. Mình Blaymore. À, mình không, mình KP2. À, còn mình Blaymore là khác nói chung. Mình Blaymore khác, mình Blaymore là của Mỹ. Còn mình KP2 là... Trung Quốc. Của Trung Quốc. Thế thì đơn vị chú đóng quân trên một cái địa bàn mà trong cái bản đồ trước đây Pháp nó ghi là cái khu vực tử địa, nó sốt rét kinh khủng luôn. Nó có một cái loại cây gọi là cây cọ mà nước của nó chảy ra ngoài suối, bộ đội mình phải sinh hoạt bằng cái nước đó, đó là bị nhiễm độc và sốt rét kinh khủng luôn. Thì chú cũng là một trong những nạn nhân của sốt rét. Thì cái năm đó về thăm thương binh xong rồi ngày 28 Tết là chính ủy cho về thăm nhà, là để ăn Tết với gia đình đó. Thì về tới nhà là tối 28 Tết, là nửa đêm là chú lên cơn sốt rét và nằm cho đến 2 giờ chiều ngày mùng 1 Tết là chịu không nổi. Mà bà xã sờ vào trên trán là nóng y như cục than luôn. Là hoảng hồn là kêu xe chở vô trong bệnh viện. Thì khi vào tới bệnh viện thì bác sĩ đo nhiệt kế là 41 độ 5. Là thấy bác sĩ là chạy té sấp té ngửa cứu mà. Thì chú mới nói là không sao đâu, tụi tôi là ở rừng sốt như thế này là nó quen rồi. Cho nên cái sức chịu đựng á, nó lớn lắm, là bình thường á. Mà nếu sốt cỡ đó là có khi qua không khỏi đâu. Nhưng mà bộ đội mình là cũng đã được rèn luyện. Còn sốt rồi, bố bộ đội sốt rét á. Sốt rét kinh khủng luôn. Kinh khủng lắm. Thế là chú nằm ở trong bệnh viện mà khi mà bác sĩ chích thuốc rét cho chú là chích cái liều thấp á, chú bảo không được. Bây giờ bác sĩ phải chích cho tôi là 3 gram trên một ngày thì tôi mới sống được, chứ chích kiểu này là tôi chết ngay. Trời, bác sĩ rất là sợ, rất là sợ, phải hội ý với nhau rồi cuối cùng mới kêu chú là bảo đảm là không, ở đơn vị tôi lúc nào tôi cũng phải chích là 3 gram một ngày. Thì cuối cùng là đổi cái liều, tăng cái hàm lượng lên. Và điều trị ở đó là 16 ngày thì chú cắt cơn. Thì trở về ăn Tết muộn vì vợ con được vài ngày nữa là lại xách ba lô ra. Cứ mỗi lần về là chú có cháu hả? Được. Năm đó là năm 79 sanh thằng lớn. Sanh thằng lớn thì rồi. Thì năm 81 là sinh con bé sao, bé gái. À. Cũng được con bé gái. À. Lúc đầu đứa đầu là anh trai, đứa sau con gái, mừng quá. Nhưng mà mình lấy vợ bộ đội đó. Mình lấy chồng bộ đội. Lấy chồng bộ đội đó là mình cảm giác mình hy sinh cái cá nhân mình nhiều lắm đúng không cô? Đúng rồi. Chứ cô buồn lắm á. Dạ. Cô tuổi lắm á. Coi như là cái lúc mà cô sinh cái thằng đầu á, nói cái cô cũng muốn nghẹn nè, là cô đi sinh một mình. Coi như lúc đó trong người cô là chỉ còn có 500 đồng, 500 đồng tức là không được 500 ngàn như bây giờ đâu, chắc có khoảng 200 ngàn thôi. Trong người cô chỉ còn có 500 đồng thôi. Đó, mà đi sanh thì, nhưng mà lúc đó cô cũng không có thấy buồn, mà làm như cái thời đó là ai cũng khổ. Ai cũng khổ hết á. Nhưng mà vậy chỉ có cô khổ, tại vì là cô khổ là cô không có chồng ở kế bên. Đó. Thì khi sanh ra rồi đó, cái cô buồn mà cô quay mặt vô trong cái giấc á. Mà cô khóc, mà tới độ mà cứ chút thì nghe thúc thích. Thì mấy người ta tưởng là chắc là cô này hổng chồng lỡ dại rồi đẻ con. Chứ người ta đâu có biết là chồng mình bộ đội. Đó. Rồi cô nhìn qua cô thấy nào là chồng, nào là mẹ đẻ, mẹ ruột. Tùm lum hết trơn, mà con mình thì nằm có một mình thôi. Tuổi chứ.
Xong cái tới mà lúc đó mẹ cô thì mẹ ruột của cô á, thì sáng là bà già bà cũng lúc đó còn giải phóng vô rồi khổ lắm con. Mẹ là giáo viên rồi ba cũng giáo viên thì lúc đó là lãnh lương ra đâu có đủ nuôi con, mà lúc đó là chị em nhà tới 6-7 đứa. Bảy chị em cô là đầu nữa. Cho nên ba mẹ cô lúc đó phải nghỉ dạy, lúc đó là lương lãnh giáo viên có 10+ đồng mà bà giáo viên thời ngụy nữa. Cho nên lãnh có 13 đồng mà làm sao đủ. Cho nên mẹ cô sáng là phải bán thêm, bán đồ ăn sáng ở nhà. Yeah. Thành ra thì 3 giờ là bà già phải dậy rồi, phải chạy về lo cho cô trong bệnh viện, xong là 3 giờ mẹ phải chạy về để nấu ăn sáng bán. Cho nên có một mình cô trong đó thôi. Đó. Thì chắc khóc hoài luôn á. Khóp, chứ khóp cái đầu mềm như trái chuối luôn à, buồn á. Tuổi thân rồi. Nhưng mà thương chồng lắm, không có nghĩ. Rồi có nghĩ là chú sẽ trở về không? Lúc đó mình thương mình, thương một, mình thương ẩm, thương mười. Mình khổ rồi. Rồi bây giờ không biết ổng sống chết là sao, lúc đâu có tin tức gì. Mà cứ ông ngoại cái vài ba bữa nói tao thiệt cái đời tao sợ hồi cái thời ngụy, tao nói tao không có gả con cho lính rồi. Rồi tới cái thời này rồi tao cũng bị nữa. Ông già ông biết. Ông nói lấy chồng lính nó khổ lắm, mà bây giờ tại cái duyên cái số của con thì phải chịu. Thì những cái năm tháng nó khổ nuôi con một rồi á, người ta cô thí dụ như vậy, người ta có vợ đủ chồng đủ vợ, người ta lo cho nhau, nghèo khổ cũng được. Yeah. Nhưng mà đằng này đêm hôm con bệnh con đau cũng một mình, rồi cô còn phải đi dạy nữa. Lúc đó cô còn có 38 kg. Lúc có anh nào cũng theo đuổi cũng để ý không? Có chứ. Có hả? Có cho cô, hồi xưa cô cũng xinh lắm à. Rồi lúc đó có khi nào động lòng nó thôi không để, hay để cho ông đó ông lo luôn cho rồi. Đặc biệt là không có một cái suy nghĩ gì. Bây giờ cô mới nói thật, có chú cô ngồi đây, bây giờ cô mới nói, bây giờ giữa cô cháu mình ngồi thì cô cũng tâm sự, giờ sẵn đây cũng nói cho anh biết luôn. Cái thời đó là có một cái ông bác sĩ người Campuchia, cái thời lúc của cô thì đã hòa bình rồi đó. Khi mà cô sinh cái thằng lớn thì ông đó người bác sĩ Campuchia, ổng qua bên đây lúc đó cái thời biên giới mà mua bán xe này kia kia nọ rồi qua lại đã thông thương rồi. Lúc đó đã thông thương rồi thì ông bác sĩ đó ổng là bạn của cái ông ở gần trước cửa nhà cô á. Thầy ổng thương lắm á, mà ổng nói được tiếng Việt. Cái ổng mới nói là thương ổng đi, bây giờ ổng đưa về bên Pháp ở. Chứ lấy chồng chi mà Việt Nam chi mà khổ, kinh tóc tức là bộ đội đó, lấy kinh tóc chi mà khổ. Đó là lấy chồng bộ đội chi mà khổ, ổng nói lấy kinh tóc chi mà khổ á. Giờ lấy ổng đi rồi ổng đưa đi Pháp luôn. Nhưng mà phải để cái thằng nhỏ này ở đây cho bà ngoại nuôi, chứ ông về ông giấu gia đình đâu. Ông nói là mình là gái chứ không phải là có con. Thì vậy đi chịu lấy ổng rồi ổng đưa đi. Nhà ổng là ổng giàu dữ lắm, dân Campuchia. Lúc đó là tính là vàng ký chứ không có phải mà đeo như mình một hai cái đồ trang sức đâu. Nó là Campuchia là vàng với lại hộp sòn là lấy hũ mà đựng á. Mà lúc đó ổng thương. Ông chịu, mà ông bác sĩ đó ổng đẹp lắm, ổng người Miên mà ổng lai Tàu đó, ổng đẹp lắm đó, chứ không phải ổng nói Miên. Lý do vậy mà không chịu là sao? Thì thương chồng dữ lắm, không có nghĩ một cái gì đó. Lúc đó không phải như bây giờ đâu nha. Thời buổi bây giờ là mỗi một cái giai đoạn, mỗi một cái thời đại nó khác. Cái suy nghĩ của con người ta nó cũng khác. Chứ giờ chắc không biết sao. Thời đó Quỳnh Linh biết không, thời đó là giáo viên đó, là cứ đến nghỉ hè là đi học chính trị một tháng. Học chính trị một tháng luôn. Cho nên là trang bị thêm cái bản lĩnh, cái nhận thức, cái thế giới quan và phương pháp luận cho người giáo viên đó, để người ta có cái bản lĩnh, có cái lập trường quan điểm mà truyền thụ lại kiến thức cho các em học sinh. Yeah. Cho nên trong bộ đội chú thường có câu gì, thời gian chút mòn hay đầu đòn gánh, lặng lẽ nuôi con một mình. Chú những tưởng tượng cô, anh... chú bao giờ chú đau lòng vì những điều đó không? Chú rất là cảm động. Thời gian chút mòn hay đầu đòn gánh, lặng lẽ nuôi con một mình, những người vợ lính. Chính vì vậy mà cô cũng đã vượt qua được bao nhiêu thác gành để mà nuôi con, rồi chờ ngày chú hoàn thành nhiệm vụ quốc tế Campuchia trở về để sum họp gia đình. Giữa cái sống với chết đó, có bao giờ chú nghĩ là vợ chú một mình nuôi con khó khăn như vậy? Biết chứ. Chú có thể nói với con là chú bạc tóc vì cái việc mà nghĩ về vợ và con ở nhà. Đêm không ngủ được, cứ trằn trọc, không biết rằng ăn như thế nào, ngủ như thế nào, học như thế nào. Thông tin thì rất là khó, bởi vì từ chiến trường mà gửi thư về là chờ một cái chuyến nào mà có xe về nước để mà nhận cái gì đó, nhận hàng, nhận quân đăng, quân nhu gì đó thì mình gửi theo cái xe đó về. Về sau đó thì là thư mà ở bên nước mình mà gửi qua thì cũng gom lại một chỗ nào đó rồi chờ quân bưu nó đưa về để chuyển theo thơ báo
đi sang bên đó, cho nên nhiều khi thông tin nó rất là lâu. Mà nhận được một cái lá thư là không phải một mình đọc đâu, bạn bè bu lại mở ra đọc cho cả bao nhiêu người đã cùng nghe rồi chia vỗ tay để mà mừng. Ví dụ như vợ nói như thế là anh cứ yên tâm nhé, em ở nhà sẽ lo cho con rồi chăm sóc cha mẹ, cái là những cái câu đó là cả đơn vị vỗ tay mừng. Mà cái nghị lực mà cho cô như vậy á, là cũng do cái ngành nghề của mình. Cái ngành sư phạm là cứ cái nói chung là mình nhìn xung quanh mình nó thấy ai cũng mẫu mực hết á. Cái thời đó đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mẹ cô khó lắm. Mẹ cô dân ở quê mà. Thành ra có cái gì mà đi chơi, nói cái chuyện đi chơi thôi đó. Tối mà nói má cho con gửi Ngọc cho con đi coi phim chút, lúc đó là phim Mùa Gió Chướng, Mùa Nước Nọ, Mùa Gió Chướng là trang chiếu. Mà cái thời đó đâu có phải như là như bây giờ mà mình coi đại trà chiếu màn ảnh rộng mà ngoài sân vận động á. Rồi kéo nhau đi ra ngoài đó coi, ngồi với bãi cỏ mà coi á, mà ghiền cái phim Mùa Gió Chướng quá trời. Cũng không Hồng Sách đạo diễn tạm về cái dùng quay, của cô quay rồi, đó quay cho nên cô biết mà thằng nhỏ nghe mới đẻ đâu mấy tháng vậy mà tao nó mê coi quá trời, làm sao đi má cho con gửi nhỏ đi con đi coi. Rồi mày đi rồi mày bỏ lại đồ chó cái trong con. Bây giờ đồ chó cái trong con không có cho đi thì làm sao mà quen với ai được, cứ phải ở nhà giữ con. Mấy bà già xưa sao khổ quá trời, thật khổ hết sức. Gửi chút xíu đi coi phim, con đi chút xíu thôi, con coi nửa tiếng thôi con về, cũng không cho. Cho nên là nói gì thì nói với bà già xưa hay lắm ạ. Nói gì thì nói với bà già xưa hay lắm ạ. Ngày xưa thì những cái lá thư, những cái lời tâm sự của chú mà muốn gửi cho cô thì cũng rất là khó, đúng không chú? Nó lâu lắm thì cô mới nhận được. Nhiều khi lúc đó cô đang buồn mà đợi tới mà nhận được lá thư cô qua cơn buồn luôn rồi. Đó. Thì con ngày hôm nay con đang cầm trên tay là cái lá thư của chú gửi cho cô. Bây giờ gửi thì nhanh lắm mà đã vậy con đọc con đọc nữa chứ. Nên là con đọc cho cô nghe. Hồi xưa gửi thư khó, bây giờ nhanh lắm con, bây giờ dễ. Viết xong gửi liền. Viết xong gửi liền. Liền luôn. Có người đọc thư giùm luôn. Em thân yêu, tính đến nay gần 45 năm chung sống bên nhau. Trong khoảng thời gian đó, vì chiến tranh biên giới Tây Nam, anh đã đi làm nghĩa vụ của một người lính mà đã 10 năm phải sống xa em và các con. Tuy không có anh ở nhà, nhưng em đã làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ. Anh rất tự hào về em. Riêng anh, trong cuộc sống, anh đã làm hết sức mình để chăm sóc cho em và con. Mặc dầu vậy, có lúc anh cũng có những va vấp làm cho em buồn. Hôm nay, trong dịp kỷ niệm 45 năm chung sống bên nhau, anh thành thật xin lỗi và mong em tha thứ những lỗi lầm để chúng ta cầm tay nhau đi hết cuộc đời. Hôn em, anh Phan Xuân Thi. Lỗi làm gì vậy chú? Và pháp gì vậy chú? Cô mà rất là chung thủy, đi Pháp không đi đó. Đi coi phim không được luôn đó. 10 năm đằng đẵng như thế chờ chú bộ đội đó. Chú va vấp cái gì vậy chú? Quen cô gái bên Campuchia hả? Không, 10 năm ở Campuchia thì an toàn, không có vấn đề gì hết. An toàn. Sau khi rút quân về nước thì chú chuyển ngành. Chú chuyển ngành và chú lại tiếp tục đi sang công tác ở một cái cơ quan khác là 20 năm nữa. Và trong 20 năm chuyển ngành đó thì chú lại vẫn phải sống xa nhà. Tức là lúc đó là chú đã đưa cô về Sài Gòn nhưng mà cơ quan lại điều chú về công tác ở dưới miền Tây. Ở đâu chú? Đồng Tháp, An Giang. Đó. Thế Sa Đéc. Đấy, Đồng Tháp là Sa Đéc. Đồng Tháp là Sa Đéc đó. Rồi đấy là nhiều huyện. Là 20 năm dưới nữa. Ở 20 năm dưới. Cô một mình, cô một mình ở Sài Gòn. Vậy là cô lúc lấy chú là 10 năm chú đi chiến đấu. Rồi 20 năm chú. 20 năm sống xa khi mà chiến tranh hết rồi, chú lại 20 năm xa cô nữa. 20 năm xa. Ôi là trời. Cho nên là khi mà chú nghỉ hưu mà về mà ăn một bữa cơm chung ở sáng ở trong nhà là cô mừng hết lớn luôn. Đó. Thế thì chính cái thời gian mà chú chuyển ngành xa nhà vậy thì nhiều khi cũng có bạn có bè rồi thì tiếp khách chỗ này chỗ kia rồi đó, thì cũng có những lúc đi vui. Thành ra là nhiều khi mình cảm thấy là mình cũng có lỗi. Tức là có cái gì không? Trăng thì gió với cô nào miền Tây không? Có chứ. Chuyện đó thì làm gì mà không có. Cô biết không? Biết chứ. Cô biết. Có những cái chuyện buồn lúc đầu thì
cô nghi ngờ. Cô thấy tự nhiên cái điện thoại nhá thôi mà không ai gọi. Cái cô mới nói giỡn với chú, cô mới nói chơi gì chơi nhá. Cô nói vậy, cô nói vui với ảnh vậy. Xong rồi thôi, nhưng mà cái đó cũng là một lời cảnh giác. Là em biết rồi đó. Nhắc vậy thôi, nhắc chừng thôi chứ làm giờ chú thì ở dưới cô ở nhà làm sao mà cô biết được. Đó. Thì mà nhưng mà chú rất, cô rất là tin chú. Cô rất là tin chú. Nhưng mà sau đó rồi thì một thời gian sau 10 năm sau khi chú nghỉ hưu rồi. Chú nghỉ hưu rồi. Thì cái chuyện đó là cô mới phát hiện chính thức. Là cô mới phát hiện là rành rành ra rồi đó. Là sau khi nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu rồi cái chuyện đó cô mới biết. Tức là trẻ không chơi và đúng đúng. Cũng không đến nỗi như vậy. Nhưng mà có khi cô lại nghĩ là chú trong con mắt cô á, có nhiều lúc chú duyên như một đứa trẻ vậy đó. Coi như là dễ sa ngã đó. Lẽ ra là người ta là phụ nữ người ta sa ngã đúng không? Đúng rồi. Mà đằng này đàn ông mà lại dễ sa ngã đó. Cô không hiểu. Nhiều khi cái cô nghĩ anh có khi nào anh bị người ta dụ không? Mà suy nghĩ là ủa ông đâu có tiền bạc vậy đâu mà dụ. Đúng. Đúng không? Mà chắc là anh sao cho nên người ta mới thương anh chứ. Có chức quyền hay gì đó. Thôi cái chuyện đó thì mình cũng không có bàn tới. Chức quyền gì thì thôi thì mình không có bàn tới. Có chức quyền mới có người theo. Thật ra chứ không có gì cũng khó theo lắm á. Không, phụ nữ cũng có nhiều khi ngộ lắm chú. Người ta thích vậy đó. Thích không có gì vậy đó hả? Không có gì nhưng người ta vẫn thích. Người ta biết là có gia đình rồi nhưng người ta vẫn thích. Vậy đó hả? Ngộ lắm, nó có nhiều cái ngộ. Con đúng nghĩ là anh? Trường hợp của đúng chú đúng là như vậy. Nghe Ngọc Lan nói vậy là anh nghe thấy đúng không? Đúng. Ngộ lắm, không đòi hỏi gì cả. Bây giờ Quỳ Linh tò mò quá, thôi hỏi luôn đi. Cái giai hấp đó là cái gì chú có thể nói ra cho Quỳ Linh biết được không? Về mặt tình cảm á, dạ. Thì trong đầu của chú là bà xã chú là lúc nào cũng là Trên hết. Dù có đi đâu về đâu thì vợ vẫn là số một. Vẫn là trên hết của cuộc đời mình. Quyền Linh có vậy không? Đó, và nhiều khi chú đã nói với y cô vậy mà, luôn. Y vậy chú đúng không? Cô là chú vậy chú phải làm nhưng hết lắm ạ. Dạ. Chú phải làm hết mọi khả năng để chú giữ cái mái ấm gia đình của mình. Đúng. Dạ. Nhưng va vấp là vẫn va vấp. À, nhưng mà va vấp thì cũng là vẫn va vấp. Dạ. Nhưng mà mặc dù va vấp vậy nhưng mà xong là mình cảm thấy mình có cái hối hận. Đó, hối bao hận. Lâu chú mới nhận ra hối hận đó? Và vấp nhanh không? Không, cái chuyện này nó cũng chỉ thoảng quá thôi. Tức là thoảng quá thôi. Trời, làm gì nãy giờ lo lắng tưởng không? Con thấy đàn ông rất là mâu thuẫn nha chú. Sao? Con nói chút xíu mà hơi mất thời gian. Đàn ông rất là mâu thuẫn. Tức là lúc nào cũng yêu vợ. Lúc nào cũng chỉ vợ là nhất. Và đúng làm rồi. Bất cứ mọi cách để giữ gia đình. Đúng rồi. Nhưng vẫn có một, vẫn muốn một cái mối quan tâm khác. Ngộ lắm. Còn phụ nữ thì lại khác. Phụ nữ mà một khi mà đã có gì vậy? Trời ơi, tôi nói thiệt chứ tôi đâu có nói xạo đâu. Chắc là cái logo này nó cũng không muốn mình khai thác thêm cái chuyện này như cái gì đấy. Không, chuyện cũ rồi. Chuyện cũ rồi, không sao. Thì đúng rồi. Yêu rồi vậy. Đúng rồi. Chuyện cũ rồi. Thì nó qua lâu quá rồi. Hả? Cô rất là yêu chú xong chưa nói tiếp. Yêu quá đi chứ. Chứ không ta đi Pháp rồi. Bác sĩ Pháp đẹp trai đó. Còn phụ nữ thì lại là đã không đi thôi. Đã không yêu người khác thì thôi. Mà yêu một cái là đi luôn. Chứ khi mà yêu người khác tức là mình không còn tình cảm với gia đình mình nữa. Thì mình mới có một cái tình cảm với người khác. Nó khác nhau là chỗ đó đó. Chính xác thì con nói điều đó là rất đúng tâm lý của phụ nữ đấy. Dạ. Cho nên ở đây con thấy là rõ ràng là cô rất là yêu chú. Yêu vô cùng. Mặc dù đã biết cái chuyện của chú xảy ra như vậy. Phụ nữ ai mà không ghen. Nhưng mà là vì yêu cho nên là tha thứ hết. Cô nói như vậy. Bây giờ cô sẽ ngang chỗ Lan nói nha. Dạ. Cô nói như vậy. Cái lúc mà cô phát hiện ra đó, cô nói thiệt luôn á, suy sụp cô. Cô muốn nhảy lầu, cô tự tử đó. Đó. Buồn lắm. Tại mình bây giờ cô tỉnh rồi đó. Bây giờ tỉnh rồi thì mới nói cái kiểu như vậy, nói trong cái tâm thế này. Dạ. Nhưng mà cái lúc mà cô phát hiện ra đó là cô muốn nhảy lầu, cô tự tử đi, cô ngồi trên sân thượng á. Cô nói cô nhảy lầu cô tự tử, cô chết cho rồi á. Cái bị gì mình bị xúc phạm quá lớn. Xúc phạm tới cái tình yêu mà mình dành cho người ta. Dạ. Xong rồi suy nghĩ nó, ủa rồi còn con mình chứ. Rồi mình chết rồi hai bỏ có hai đứa con. Đúng rồi. Rồi mẹ mình nữa, mình chưa có trả hiếu được đây. Đúng rồi.
sao tự nhiên mình làm vậy ta. Nhưng mà nói gì thì nói, lúc đó thì cô cũng có những người bạn thương cô. Cô có một cái anh bạn rất là thân, anh bạn từ cái thời hồi học phổ thông lực. Lúc đó anh đang làm báo pháp luật. Thì cô mới buồn quá, cô mới gọi điện cho anh. Cô mới nói anh, vậy anh nói thôi buồn thì ra đây uống cà phê đi. Anh nói hồi đó, thời đó anh học xã hội nhân văn. Cái cô mới đi ra cô uống cà phê, hỏi anh sao? Giờ nói cho anh nghe cái gì. Cái mới kể lại vậy, nói em buồn quá, chồng em vậy đó. Cái em vậy muốn thôi, em không ở đâu, em buồn lắm rồi. Cái ảnh mới, cái cô mới ngồi cô quan sát ảnh coi thử cái thái độ con trai này sao ta, hay ho gì mà làm chuyện vậy. Cái cô mới nói sao không hay ho. Cái anh nè, em đừng tưởng anh lúc nào trong cái giỏ sách cặp táp của anh năm sáu dĩ áp ta đi đông hồi gì đâu thuốc tự tử, ảnh trong cũng trong cái cảnh như mình. Nhưng mà khi lúc đó là mình buồn, mình suy sụp, mình thấy vậy chứ giờ tỉnh rồi, ủa đâu có gì đâu dữ. Thì bây giờ anh nói với em vậy nè, là bây giờ ổng sao? Cái nói ổng hối hận rồi, ổng cũng bây giờ ổng cũng buồn, ổng da dứt. Cái nói vậy là đâu có mê gái đâu. Chuyện đó, ôi đàn ông làm vậy, kể cả anh nè, anh cũng vậy thôi. Cái tự nhiên mình nghe ổng nói cái mình tỉnh ra. Cái nói phải không anh? Cái nói phải rồi, hay ho gì mà rồi chia tay, rồi con cái, lấm lấm hay ho gì đâu. Anh giờ cũng xong rồi, giờ anh với bà cũng đâu có gì đâu, quê rồi. Cái nghe ổng nói cái cũng tỉnh, cái đi về sau đó cái về thì lúc đó thì nghe nói tỉnh vậy đó, cái sáng nắng chiều mưa, nghe ông nói vậy cái về cái sáng mai cái bắt đầu mưa nữa. Đúng rồi, nóng dạ. Nữa bắt đầu máu lên, nó phừng lên nữa. Cái lúc đó cái buồn, cái gặp một cái bà bạn nữa, bà cũng thân, bà cũng lớn tuổi rồi, cái chị đó là chị cũng thôi chồng đó. Cái mới gặp chị mới nói em thiệt chị, bây giờ em thế này em cũng thôi anh, em ở đâu giờ cái cảnh này, em ở đâu, em dứt quá em ở nữa, bây giờ buồn lắm. Bây giờ có ảnh không có cũng không thành, để em ở với ảnh là mấy chục năm nay rồi, bây giờ có ảnh không có ảnh gì đối với em cũng không có, ổng 30 năm mà. Thì đó mà cũng không có phụ thuộc tiền bạc gì, cái mình tự mình làm ăn được, mình cũng nuôi con được, mình đâu làm gì đâu. Thì thôi đi, giờ phải nêu thôi. Đó. Cái chị đó chị cũng nói về, chị nói hay ho gì mà em làm như vậy. Đó là người thứ hai nói, lúc đó cái chị đó nói là mới nghe đó nha. Chị nói hay ho gì mà làm như vậy. Chồng em đâu mê. Mê là chồng chị mới mê nè. Tại chị nó cũng ly dị vòng. Hỏi làm sao chị biết sao? Càng nói nó càng làm. Cái mình thấy ủa chồng mình đâu có vậy ta, anh thua mình vô lắm vậy, anh ân hận, nói hận, thấy anh nói hận lắm mà. Cái này càng nói nó càng làm. Cái nó phải không chị, vậy đâu mê. Nó mê là cho em biết, nó ở nhà nó lấy điện thoại nó gọi ngay mặt chị kìa, như vậy mới gọi là mê. Con này sợ em mà mê cái gì, đàn ông nào vậy chứ, em tin chị đi, còn khi nào mà quá đáng hả thôi. Đó, cái cô nghe cũng có lý, cái chị đó nói là cô mới chịu đó. Cái cô mới nói hỏi bây giờ sao, nói sao, nghe nó không biết, bình thường thì ảnh về ảnh cũng chăm chút, ảnh cũng thương em như xưa, thậm chí thương hơn á, ảnh về ảnh chăm sóc hơn. Có nhiều khi ngồi nghĩ hay là ông về ông dụ mình đấy ta, hay có lỗi đó, ông về ông dụ mình, ông thấy cho mình im rồi mình đừng quậy ổng đi, suy diễn, bắt đầu suy diễn. Hay là ông về ổng chăm sóc mình làm, nhưng mà lúc đó mình nhìn thì mình thấy ổng hối hận rồi đó. Xong cái mới kể cho, lúc đó có con lớn rồi đó, lúc đó con nó biết rồi. Ê, nhỏ con gái mới nói nửa đêm cái thấy nó ngồi nó ngủ với mình trong mùng đó. Thời đó còn chăn mùng nha, thời còn mũi còn chăn mùng, thời đó cũng chưa có như bây giờ đâu. Cái ngồi mùng tối nó ngồi nó bật dậy, ngồi nó khóc, nhỏ con gái á. Cái nó hỏi rồi mày làm gì mày khóc nè. Cái nó mới nói thì mẹ thôi ba đi, thì mẹ thôi ba đi rồi mẹ ở mình, mẹ đi con về ngoại ngỡ. Cái cô mới nói sao mày làm gì mày mê ba mày dữ vậy nè, mày nói tao nghe coi mày mê ổng cái gì mà mày ở với tao bao nhiêu năm mà bây giờ mà tao nói tao thôi ổng cái mày nói vậy. Có nghĩa là nó cũng không, lúc đó cô thấy nó cũng không ổn. Rồi sau đó rồi bạn bè cũng cái chị đó với cái anh đó đó, anh bạn đó mới tác động nó không hay. Cái chị đó, chị mới nói vậy, chị nói không hay ho gì. Cái cô mới trắc nghiệm lại lần nữa, cô mới hỏi là chị bây giờ cho chị làm lại lần nữa đó là chị thôi không, chị ly dị ảnh không. Cái chị nói không, chị ân hận hết đó. Ờ thôi là ân hận đó. Cái mới nghe nó, ủa mới nghe là đó rồi mình cũng tỉnh thiệt. Cái mấy nói sao chị, thì Tết đó rồi con cái người ta có cha có mẹ đề huề, còn mình thì có một mình thôi. Nói là nó thấy chị nước mắt trên lưng chồng mình khóc đó, lúc đó mình tỉnh rồi lúc đó chị khóc. Chị nhớ lại cái chị nói cho chị làm lần nữa chị không thôi anh đâu. Lúc đó tại vì cái chị đó là lúc đó chị là trưởng phòng bưu điện đó của một cái tỉnh đó. Mình thấy chị nói ân hận thì thôi thì mình thấy cũng có lý. Chị nói thôi bỏ qua đi, cái bây giờ thì em đang, chị biết là bây giờ em đang sốc, nhưng mà về rồi thời gian nó hay lắm, nó làm lành cái vết thương cho mình, em tin chị đi, rồi thời gian rồi nó
nó làm lành hay lắm. Giờ thời gian chị nói rồi chứ, bây giờ một ngày một chị nói em về chứ lát cái chị về cái em khác nữa nè. Em nghe lời chị đi rồi chị về rồi từ từ nha, rồi nghe lời chị đi rồi có gì rồi buồn thì chạy qua đây chị chơi, chứ đừng có suy sụp nha, chị sợ mình trầm cảm. Mà cái thời đó cũng không có cái vụ tư vấn mà bác sĩ tâm lý như bây giờ đâu, cái thời đó đâu có. Cái rồi thôi được rồi về. Về rồi cũng con cái rồi thấy rồi cũng vui vẻ, thấy ảnh mỗi một ảnh gọi điện về liên tục, một ngày ảnh gọi, lúc đó ảnh phải mắc cái điện thoại. Lúc đó là điện thoại bàn đó, mà lúc đó là một cây vàng, đó là thời đó một cây vàng là lớn lắm á. Đó, mà ảnh phải mắc cái điện thoại ở nhà để ảnh sợ mình trầm cảm có cái gì mới nhảy lầu tự tử chết. Ảnh còn nói chứ đừng làm bậy nha, anh đi tù á. Anh hâm, anh nói em đừng làm bậy, anh đi tù đó. Rồi từ từ rồi cái thời gian rồi nó cũng đúng như cái chị đã nói, là thời gian thì nó làm lành cái vết thương của mình. Chứ nếu mà mình cố chấp mà mình, với lại như thế này nè, cô thấy là một cái điều á, để mà cô nghiệm lại, chiêm nghiệm lại để rồi mình rút kinh nghiệm cho con mình á, là một người giữ không được đâu, một người níu mà một người buông cũng không đúng được. Rồi, cô. Bây giờ cô muốn níu chú lại mà chú không thương cô, chú buông thì làm sao mà níu được. Có nghĩa là phải cả hai. Dạ. Cả hai phải suy nghĩ, cả hai. Cô á thì cô thương chú là những cái tuy là xa, nhưng mà cái ấn tượng của cô á là chú chăm sóc, ngoài cái chuyện gia đình nhỏ của chú mà mẹ, ba mẹ chú, ba mẹ của cô rồi em út là cũng chú cũng chăm lo luôn. Hồi lúc đó khổ lắm mà chú về rồi chú chăm mấy đứa em của mình, rồi chú nuôi thêm phụ ba mẹ nuôi mấy đứa em. Mà cô nghĩ là những cái ơn đó nó hơn cái mà cái lỗi của ảnh làm ra. Nói chung là chú biết lỗi thì là chú bù đắp cho cô đó. Dạ đó, nó là như vậy, xóa hết mấy cái lỗi. Mà có nghĩa là chú cũng thương cái gia đình của chú, chú thương cô thì không nói rồi, nhưng mà chú thương cái gia đình chú. Cô chú tiếc cái gia đình chú đó, chú gầy dựng, cho nên là chú muốn giữ lại để cô cũng thấy được cái điều đó thôi. Thì bây giờ những chuyện đó qua, bây giờ tỉnh rồi. Bây giờ già rồi, bây giờ tỉnh rồi thì khi những cái chuyện buồn thì cô thấy những cái lần mà chú xúc phạm thì nó nhỏ đó so với cái những gì mà chú vung vén cho gia đình. Con cũng thấy vậy, phụ nữ họ có tha thứ được hay không á là do cái thái độ của người đàn ông đó, có biết nhận lỗi hay không, có biết sửa sai hay không, có biết nhiều... trân trọng gia đình đó. Hay không. Có nhiều người đàn ông cũng coi nhận lỗi dữ lắm mà không được sự tha thứ đó. Thì đó là do cả hai đó. Thì cả hai, thì cô nói rồi, một người níu một người buông cũng không được. Dạ. Một người níu, cô níu lại mà chú buông cũng không được. Dứt khoát là phải lấy cái người thứ ba. Thật ra phải rất là nể cô đó. Dạ. 30 năm lấy chồng mà sống không có chồng. 30 năm nuôi con rồi còn bị một cú gọi là coi xét như đánh, xét đánh đó. Coi như ngang tay nữa đâu. Đúng ngang là... tay giữa mặt luôn, giữa đỉnh đầu luôn chứ ngang tay cái gì. Xét đánh trên đầu, xét xuống luôn, phóng vô mà ngay cái đầu luôn. Cô cũng đúng bản lĩnh, mà cái tâm của cô cũng tốt, tức là tha thứ. Tha thứ và cũng nhờ một số người bạn tốt, họ cũng khuyên cô níu kéo. Chứ không gặp người bạn mà không tốt, bỏ mày bỏ tức khắc liền là cũng mệt lắm á. Thì đúng rồi. Với lại bây giờ là kiểm nghiệm lại, cách đây chừng khoảng tuần thôi, thằng trai cô đó, nó ngồi xe, nó chở cô ngồi xe mà nó nói, con cũng phải công nhận mẹ hay. Cái cô mới nói, ủa rồi tới giờ mày mới biết tao hay vậy? Cái nó nói không, ý con á là cái suy nghĩ của mẹ cũng hay, mẹ cân nhắc, cân đong đo đếm rồi để mẹ giữ cái gia đình này, thì con cũng khen mẹ hay thiệt. Không biết con có kiếm được người vợ như mẹ không? Khó lắm á. Giờ hỏi Lan. Chính thằng con trai của cô nó nói như vậy đó. Năm 79 nó vẫn chưa có vợ hả cô? Có vợ rồi. Cũng tin hỏi đó. Sao cô? Sao nữa cô? Tiếp phải không? Coi như là tập 1 thì đã xong rồi. Dạ. Thì bây giờ đang độc thân. Dạ. Con cũng đang độc thân. Con cũng một tập đó. Coi như kết cái kiếm tập nữa đi. Hùng là tập thứ hai đi. Mình hùng không cô? Hùng. Hùng. Biết đâu được cái duyên hay Quyền Linh ha? Biết đâu được. Ảnh có đi không cô? Không, nó đang ở bên Mỹ. Để con qua. Để con qua, con của con cũng quốc tịch Mỹ. Gái cô bây giờ coi như là cô sinh được hai đứa con. Yeah. Thằng trai thì nói chung là bây giờ nó cũng đi về về bên Mỹ thôi. Tại vì cũng thương cô với chú, nó cũng chưa có định cư bên đó. Yeah. Còn nhỏ gái thì đã theo chồng định cư ở bên Anh rồi. Thì bây giờ còn có hai vợ chồng già ở nhà. Coi như là cháu nội thì được một đứa đã lớn rồi đó. Thì bây giờ là ba nó là yên tâm rồi. Yeah. Thì ba nó nói là bây giờ ba hứa với con là 18 tuổi là ba mới bắt đầu, ba nghĩ tới cái tập 2 của ba. Bây giờ là bên đà năm nay nó vô đại học rồi đó, đại học rồi đó. Thì... Ba mẹ. Không, thật ra cuộc đời của chú á,
yêu nhau cũng không có lãng mạn gì mấy. Rồi trong hôn nhân cũng không có lãng mạn gì mấy luôn. Vậy đó. Một người thì cả đời cống hiến cho tổ quốc, một người thì cả đời cống hiến hy sinh cho chồng con. Cả hai cứ như thế, họ lầm lũi trong hôn nhân đó và giữ vững hôn nhân đó, mặc dù có sóng gió đó, nhưng với sự tha thứ, với cái tâm tốt của cô như vậy, thật ra là phải nể cái cuộc tình này đó. Chứ bây giờ một cuộc tình mà 20-30 năm ở nhà không có chồng chắc xong rồi, không đến năm thứ 20 đâu. Hỏi ổng thử coi ổng trả lời sao. Sao chú? Cô thì vẫn hay hỏi chú một câu là anh trúng số độc đắc mới lấy được em. Và chú nghiệm ra là cái câu nói đó nó rất là đúng. Mấy tẩy số độc bởi đắc vì, bởi vì là nếu mà bây giờ mà chọn được một cái người mà chăm chút cho gia đình mà như vậy thì nó rất là khó. Khó, khó lắm. Không có một cái động cơ về tiền bạc, mà cũng không có động cơ về địa vị, vì lúc đó chú cũng chỉ là một sĩ quan bình thường thôi. Nhưng mà khi gặp nhau là đã kết nhau rồi. Đã thế và tình yêu nó vun đắp dần lên theo thời gian, theo năm tháng. Nó càng càng dày lên. Đã, để từ chỗ đó nó tạo ra những cái nền tảng vững chắc để mình giữ được cái mái ấm gia đình. Mà cũng như từ nãy giờ chúng ta trao đổi với nhau về những cái chuyện vá pháp của chú. Thế nhưng mà cuối cùng chú nghiệm ra một điều là phải nói là người vợ. Người ta bảo là đàn ông thì xây nhà mà đàn bà xây tổ ấm mà. Thì cô chú mà sống được với nhau đến ngày hôm nay thì có thể nói là cô là người quyết định về việc chăm chút gia đình, bảo vệ hạnh phúc gia đình là cái phần lớn của cô. Cho nên có nhiều khi buồn bực đưa cái chuyện này ra để trao đổi thì chú cũng nói luôn. Bảo là bây giờ em có thể lấy người khác có nhiều tiền hơn anh, hoặc thậm chí kể cả địa vị cũng có thể hơn. Nhưng mà nếu đưa lên bàn cân để mà cân thì anh chấp tất cả những người đó, không có người nào có cái tình cảm mà dành cho em, cho con và chăm chút gia đình bằng anh. Đã, tại vì chú va chạm với rất là nhiều người làm ăn chung rồi, thì bạn bè này kia nọ, thì lúc nào mình cũng cảm thấy là nghe những cái câu chuyện của người ta kể ra đó, thì mình cảm thấy mình vẫn tốt hơn người ta rất nhiều. Thật cho ra nên thì... về chú vẫn nói với cô mà anh còn tốt hơn là nhiều người. Nhiều người. Thật ra thì đại đa số đàn ông gần như cũng có một sự va vấp nào đó, ít hay nhiều thôi. Nhưng mà sau những cú va vấp đó, họ quay trở về với gia đình. Gia đình là hạt nhân để họ có thể trở về. Chứ đừng nói là cuộc đời đàn ông không có va vấp đâu, có đó. Nhưng họ biết nhận ra va vấp chỗ nào, vì dừng lại chỗ nào. Không phải va vấp rồi nằm luôn ở đó luôn. Họ biết đứng dậy để quay trở về gia đình. Câu chuyện ngày hôm nay cũng rất là thú vị ha. Và ngày hôm nay nhìn cô chú đây đáng yêu vô cùng, đặc biệt là cô hài hước lắm á. Cô là một cô giáo mà phải nói là cây hài của gia đình. Cây hài đó. Nụ cười, cái phong thái ha, thần thái tất cả mọi thứ. Cô là người có thể là thổi hồn vào trong gia đình đó. Chú thì ít nói, chú thì nghiêng về chính trị nhiều ha, bài bản lý thuyết, nhưng cô là tự do ngôn luận. Nhưng có như vậy nó mới vui ha. Vậy thôi. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem một cái clip của con gái ở nước ngoài gửi về cho cô chú. Sao không có clip của anh ấy vậy? Mấy đứa biên tập này kỳ ghê. Kể từ ngày xuất giá tòng phu theo chồng về Anh Quốc, con nghĩ là con đã làm được một điều mà ba mẹ có thể tự hào về con. Đó là cái việc con đã dành trọn thời gian để chăm sóc gia đình một cách chu toàn. Con nghĩ là ba mẹ cũng không kỳ vọng ở con cái là phải có giàu sang về mặt tài chính. Nhưng mà cái quan trọng là bếp nhà con luôn ấm lửa, con luôn tự tay chăm sóc những bữa ăn cho gia đình. Con có thể nấu được những món ăn truyền thống của Việt Nam, cũng như là những món ăn phương Tây. Và tự tay con là chăm sóc hai bé và giữ bản sắc văn hóa truyền thống của gia đình mình. Ở nhà thì ba mẹ thường hay dạy tụi con là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Thì con cũng học được từ mẹ cái sự chu đáo trong việc chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái. Và con học được từ ba cái sự chu toàn trong mặt kinh tế. Con xin cảm ơn chương trình đã làm cầu nối để con có thể chia sẻ cái tâm sự của con với ba mẹ. Con kính chúc ba mẹ sức khỏe và hẹn gặp lại ba mẹ trong thời gian gần nhất.
thấy mấy cái hình này giờ nhớ mấy đứa nhỏ quá trời. Bởi vì em gọi là hình kỷ niệm. Hai cái này lúc còn nhỏ đây này. Đợt này hình như là nghỉ hè mà em đưa tụi nó ra Vũng Tàu cái gì đó. Không, cái đó là lên thành phố rồi. Hình này lên thành phố rồi nè. Cưng quá trời, thôi để gọi điện thoại nè. Sao em? Thì hỏi coi trưa ăn cơm hay giờ ăn gì? Không có cơm, ngồi con ăn thôi. Dạ. Anh không thấy anh hả? Không thấy anh, tưởng chưa ăn thì giờ ăn cơm với ba mẹ. Không có nấu cơm ăn đây nè. Vậy hả? Dạ. Đó, anh biết nấu cơm. Rồi ăn cơm với gì? Nó làm bếp giỏi lắm. Sườn khó với lại nấu cằn thôi. Sườn khó. Ai coi cho con? Chỉ có con bánh trái con. Kho được không đó trời? Mẹ điểm sao? Rồi có ai ở đó ăn không? Chiều mẹ ra mẹ ăn à? Là mình ra ăn đi. Nói giỡn chơi chứ nhớ con khỏi vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Rồi thôi vậy đi nha. Dạ. Rồi bye bye con. Rồi bye bye con. Giờ thì cũng đói bụng rồi nhưng mà có điều ngày hôm nay để là ngày 20 tháng 12 kỷ niệm 78 năm thành lập quân đội, cho nên mấy người bạn trong cái nhóm sĩ quan cấp tá đã tổ chức bữa tiệc, cho nên chắc là anh thì đã. Hồi sáng là em mua sườn kho, nấu canh rau đây, rồi cá bóng kho. Ta đi chiều ăn ha. Mấy món đó thì cũng ngon, mà bây giờ chắc có lẽ là để đó đi rồi giờ em thay đồ đi rồi đi với anh ra ngoài kia ăn luôn cho nó vui. Mấy anh em cũng mời hết á. Vậy à? Ừ. Vậy thì đi đi, có đó để chiều mình ăn đi. Rồi ok. Trời luôn. Mấy ổng nghe nghỉ đồ ngủ đi anh. Cứ hàng năm đến ngày thành lập quân đội thì mấy anh em lại rủ nhau làm bữa tiệc. Bởi vì nói gì nói nhưng mà mấy chú còn hạnh phúc hơn bao nhiêu đồng đội khác. Dạ, đúng rồi. Là mình còn sống. Đến giờ phút này mình có gia đình, có bạn bè. Còn bao nhiêu người còn nằm lại chiến trường mà thậm chí là còn chưa được tìm ra được hài cốt để đưa về. Dạ. Thật ra là cái tinh thần của người chiến sĩ đó, họ đôi khi yêu đồng đội mình nhiều hơn là yêu vợ con gia đình nữa. Bởi giữa cái sống cái chết đó, anh em như ruột thịt vậy, là máu mủ lẫn nhau. Cái tinh thần đó nó mãi mãi bất diệt trong người lính bộ đội Cụ Hồ. Và Linh tin chắc rằng á, với những tình cảm đó chú cũng yêu vợ con mình như vậy. Bởi vì ngày xưa lúc chiến tranh thì không có bên cạnh vợ thôi, còn ngay lúc này thì chú cái tình yêu đó không bao giờ thay đổi chú ạ. Dạ. À, con cái đều về rồi, bây giờ một người con gái thì ở Anh, người con trai thì ở Mỹ, rồi mình định bao giờ sum họp đây? Cô với chú cũng vừa đi qua thăm bé gái mới về, hôm nay chắc cũng được tháng. Thì qua Tết chắc cháu nó về nó thăm ông bà. Ông bà cố á. Dạ. Thăm bà cố ở dưới Long An. Bà cố luôn đó hả? Bà cố đó nuôi cái thằng nhỏ lớn, nhỏ đầu của nó đó. Trời ơi. Đó rồi thì sang năm thì chắc để hai vợ chồng đi qua thăm thằng trai. Ở bang nào? Từ bang nào? Nó ở Cali. Nó ở Cali. Rồi chúc cho cô chú mãi mãi tươi như thế này luôn, mãi mãi hạnh phúc. Tất cả sóng gió như nó qua rồi, va vấp thì ai không có, nhưng mình ta cũng đã quên được ta điều đó rồi. Nó cũng chỉ là những ký ức để nhắc lại cho vui thôi. Bây giờ thì tình cảm của chú yêu cô hơn bao giờ hết. Cô cũng nghĩ vậy. Và người phụ nữ như cô cũng chính là một hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam, yêu thương gia đình, chăm sóc gia đình bằng mọi cách, giữ lấy gia đình yêu thương của mình. Cảm ơn cô chú về những câu chuyện, những cái tình tiết rất hay trong câu chuyện ngày hôm nay. Rồi cũng thay mặt gia đình thì cô cũng xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn MC Quyền Linh và Ngọc Lan đã có cái buổi gặp gỡ để rồi cô cũng chia sẻ những cái niềm vui, những cái nỗi buồn của gia đình mình. Đồng thời cô nghĩ rằng đây cũng là một cái kinh nghiệm cho các cháu trẻ mà mới lập gia đình á. Cũng đừng vì cái tôi quá mà rồi có khi thì sẽ làm sức mẻ đi cái tình cảm, hoặc là tan vỡ một cái cuộc tình. Phải chịu đựng như cô, rồi phải suy nghĩ, cân nhắc để rồi mình giữ cái hạnh phúc của mình. Nhất là cái thế hệ trẻ, các cháu mà cha mẹ mà có tan vỡ thì các cháu nó là chịu người chịu thiệt thòi thôi. Thì đây cũng là một cái kinh nghiệm cô chia sẻ với gia đình. Mong là gia đình sẽ có nhiều cái tấm gương, những cái cặp gia đình đẹp như vậy để gửi đến quý vị khán giả. Tuyệt vời. Hay quá. Cảm ơn cô chú. Hôm nay chú cũng muốn nói gì với cô không? Giờ thì có lẽ là đến lúc này thì
chúng ta đã đi qua 2/3 cuộc đời rồi, nhưng mà chính những cái phần còn lại nó lại rất là quan trọng. Bởi vì sau khi hoàn thành cái nghĩa vụ chăm sóc con cháu, bây giờ hai vợ chồng già lại ở với nhau và lại trở về giống như là lúc còn son vậy. Cho nên cái việc cầm tay nhau để đi hết đoạn đường cuối cùng của cuộc đời, đó là một cái điều rất là quan trọng, và anh cũng rất là vui và rất tự hào về điều đó. Cảm ơn anh. Hôm nào cô chú nắm chặt tay nhau đi về Mộc Hóa, về cái chuyến tàu định mệnh đó, về con sông định mệnh đó, về một cái cánh đồng định mệnh ngày xưa đó, đi qua những con đường chiếc máy cày đã từng chở cái vali đó, để ôn lại những ký ức đó. Linh tin chắc rằng những cái điều đó nó sẽ tô đậm thêm tình yêu của cô chú nữa. Xin cảm ơn Linh. Chúc cô chú mãi mãi hạnh phúc. Dạ, cảm ơn.